Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bây giờ, Trúc Tiên Nhi giật mình. Trải qua thời gian dài bị coi là yêu tộc, bị cho là một thành viên của yêu tộc, mặc dù cả thánh thành chủ cũng không biết rằng nhện yêu vốn là côn tộc. Chuyện này là một bí mật cực lớn, không nói cho bên ngoài, mà tên thiếu niên long tộc này dường như rất hiểu biết về côn tộc. Trên thực tế, côn tộc là chuyện rất lâu trước đây, những lời đồn đại về côn tộc đều trở thành truyền thuyết. Ấy vậy mà thiếu niên này không những biết rất nhiều về côn tộc, mà thậm chí còn biết nhện yêu là một thành viên của côn tộc, không thể không khiến cho ả khiếp sợ. Trong yêu tộc, ả khá là nổi tiếng, là hòn ngọc quý trên tay thành chủ Phong Cốc Thành, nên có không ít yêu tộc theo đuổi. Kẻ vừa chết trong tay ả chính là một trong số đó. Vì luyện khí sĩ này bị sắc đẹp mê hoặc, rồi rơi vào trong tay ả, bị ả ăn thịt. Ban đầu ả định dùng cách tương tự để đối phó với Trung Nhạc, thế nhưng hiện giờ Trung Nhạc xem ra đã biết thân phận của ả, nên chắc chắn sẽ không mắc mưu, thậm chí vừa rồi vừa tới liền ra tay, không cho ả có cơ hội nào. Trận pháp của kiếm tứ thức có uy lực rất mạnh, ngay cả cường giả thần tộc Hiếu Mang như Hiếu Sơ Tình khi vừa tiếp xúc cũng bị tổn thất nặng, bị chém đi hai cái đầu bàn ngao. Xoẹt xoẹt, kiếm khí tung hoành, tơ kiếm mỏng manh cắt qua, khiến thiếu nữ này lập tức bị thương khắp người. Trúc Tiên Nhi thét lên, nhanh chóng di chuyển, từ dưới chân phóng ra tơ nhện đan thành lưới, cũng là một tòa trận pháp không ngừng chống lại kiếm tứ thức. Nhưng kiếm kiển kiếm ti đại trận mà Thủy Tử An trưởng lão sáng tạo ra lợi hại cỡ nào đây? Lúc này hai tòa trận pháp va chạm vào nhau, mà tơ nhện liên tục bị chém đứt, tơ kiếm xuyên qua, mà trận thế tơ nhện lại không thể ngăn cản. Trúc Tiên Nhi đành phải quan tưởng thuẫn văn. Thuẫn văn của ả rất cổ quái, trên mặt thuẫn có một đống độc trùng như cóc, rết, rắn, nhện độc ngăn cản tơ kiếm. Nhưng kiếm kiển kiếm ti đại trận nổi danh bởi sự tinh tế, chính xác, được xưng là vô khổng bất nhập, nên cho dù ả có sử dụng bách độc thuẫn thì vẫn bị tơ kiếm xuyên qua lớp phòng ngự, khiến cho trên người ả càng có thêm nhiều miệng vết thương. Trung Nhạc đứng yên ngoài kiếm trận, nhìn tơ kiếm xoẹt qua xoẹt lại, bắt đầu suy đoán. Phong Cốc thành chủ là luyện khí sĩ côn tộc, có thể trở thành thành chủ của một trong sáu thành của yêu tộc, tu vi thực lực chắc chắn là cao tuyệt rồi, không phải là một kẻ tầm thường. Mà muốn xếp một vị cường giả như vậy vào trong yêu tộc, người làm được điều này chắc chắn không phải tầm thường, là thủ lĩnh cực kỳ hùng mạnh của côn tộc. Nhưng tộc này đã lâu không xuất hiện, ngoài thế giới dưới lòng đất này ra, bên trong các khoang cũng không có tin tức gì về côn tộc cả. Cơ mà hơn 200 năm trước đây có một việc hoàn toàn có liên quan tới côn tộc. Hắn thúc toàn bộ uy lực của kiếm tứ thức ra, khiến Trúc Tiên Nhi càng bị thương nhiều hơn. À đột nhiên quát lên một tiếng, rồi lấy ra một cái quạt nhỏ cao chừng nửa trượng, lại được ả rót tinh thần lực vào bên trong, lập tức cái quạt cao hơn một trượng. Trên mặt quạt là bách độc đồ đằng văn của hàng trăm loại độc vật di chuyển trên mặt quạt. Vù một tiếng, quạt múa, đám độc vật chen nhau bay ra ngoài, ong, rắn, cóc, nhện, rết, những loài có độc rầm rầm chui ra khỏi quạt, điên cuồng mà phóng tới phía Trung Nhạc. Những loài động vật có độc này va chạm với tơ kiếm đại trận, lại bị tơ kiếm cắt cho đầu thân bay tứ tung. Nhưng chúng là những vật có hình mà không có thực chất, được luyện từ độc khí. Cho dù bị kiếm khí chém thì vẫn có thể nhanh chóng tụ tập lại, tiếp tục mà tấn công Trung Nhạc. Tơ kiếm đại trận không phải là vạn năng, nhất là khi đối mặt với hồn binh có độc khí thì nó chẳng thể nào phá nổi được độc khí. Uy lực của loại kiếm trận này
chủ yếu dựa vào sự sắc bén và luôn thay đổi, trực tiếp giết chết đối thủ, mà đối mặt với thần thông như độc khí hay ánh sáng là bất lực. Trung Nhạc đứng im, sau đầu hắn bỗng xuất hiện một mặt trời chói chang. Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay ra, lăng không tấn công, bắt lấy đám độc vật kia rồi ăn thịt, làm cho chúng không thể tới gần người. Chuyện này là có một con quái vật cực lớn đã chui ra từ trong lòng đất của Hắc Sơn, làm cho Hắc Sơn bí cảnh vốn được giấu trong Hắc Sơn xuất hiện lại trên thế gian. Trong thế giới này có cất giấu nhiều côn tộc, như vậy con quái vật chui ra khỏi nơi đây quá nữa là côn tộc rồi. Trung Nhạc tiếp tục suy luận. Nếu y là côn tộc, nhất định là một đại cao thủ khó lường. Kẻ như vậy sao có thể im thôi lặng tiếng biến mất được đây? Chắc là côn tộc có danh tiếng không tốt, là thiên địch của tất cả các chủng tộc, nên y buộc phải che giấu, thay đổi hình dáng, dùng một thân phận khác rồi. Lúc này, vết thương gây ra bởi kiếm trên người Trúc Tiên Nhi càng ngày càng nhiều. Nghe Trung Nhạc nói vậy, lòng càng lúc càng lạnh lẽo. À đột nhiên rít lên, ngửa người ra sau, tám cái chân sau lưng chạm đất, biến về nguyên hình, là một con nhện tám chân. Mà nửa người trên của ả vẫn đứng thẳng, là thân hình của một thiếu nữ xinh đẹp, động lòng người. Chỉ là nửa người dưới là nhện, trông rất đáng sợ. Ngay sau đó, thân thể của ả bành trướng càng lúc càng lớn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con quái vật to bằng một quả đồi nhỏ, chèn bay kiếm tứ thức. Trên những cái chân to lớn kia xuất hiện các loại đồ đằng văn, hệt như một cây đồ đằng trụ vậy. Nhân tộc mỗi khi nhìn yêu tộc đều thường hiểu nhầm rằng yêu tộc có thể biến thành hình người, nhưng sự thực là yêu tộc biến thành người không phải là bắt chước nhân tộc, mà là thần tộc. Thân người kỳ thực không phải là thân người, mà là thân thần, thân thể của thần. Thân hình của các vị thần thượng cổ và viễn cổ đều là thân người, chỉ là khi đó người ta không gọi là thân người mà gọi là thân thần, thân thể thần ma. Nửa người trên của Trúc Tiên Nhi là thân người, bởi vì côn tộc là chủng tộc do ma thần tạo ra. Ma thần cũng là thân người, nên côn tộc mà biến hóa thì cũng lấy thân thể của ma thần làm gốc. Ả hiện nguyên hình nên lập tức trở nên rất cứng cỏi. Tơ kiếm cong cong cắt qua người ả, văng ra tia lửa, lại chẳng thể gây ra tổn thương chí mạng cho ả. Trúc Tiên Nhi nhún chân, rầm rầm bắn tới phía Trung Nhạc. Lại đột nhiên phương thức công kích của kiếm tứ thức biến đổi, không ngừng đâm tới trong mắt ả. Trúc Tiên Nhi kinh hãi, vội giơ tay lên bảo vệ mắt mình. Đúng lúc này, tơ kiếm lao vụt tới, chui tọt vào trong lỗ tai, lỗ mũi của ả. Trúc Tiên Nhi luống cuống chân tay, rít gào, há miệng phun ra tơ nhện như rẻ lụa bắn tới phía Trung Nhạc. Mà xung quanh người Trung Nhạc, tất cả Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay lượn, liên tục xử lý độc vật đang được tạo nên do khí độc, không rảnh ngăn cản tơ nhện. Trúc Tiên Nhi thấy vậy thì vui vẻ, mắt nhìn tơ nhện chuẩn bị xuyên thủng Trung Nhạc. Chỉ cần tơ nhện đâm thủng Trung Nhạc, cho dù chỉ là một sợi, ả cũng sẽ lập tức rút sạch máu tươi trong người hắn, hút hắn thành thây khô. Trung Nhạc cũng chẳng bận tâm, sau đầu hắn lập tức xuất hiện mặt trăng. Ánh trăng phóng ra đụng tới tơ nhện, ánh trăng trắng loãn, tơ nhện cũng trắng. Cả hai va chạm, ánh trăng lập tức ngăn cản tơ nhện, tơ nhện lập tức tách ra, từ bốn phương tám hướng như tơ kiếm đâm tới Trung Nhạc. Mà ánh trăng cũng lúc thu lúc phóng, không ngừng đánh văng tơ nhện, khiến chúng không thể tiếp cận thân thể Trung Nhạc được. Ngươi là côn tộc, phụ thân Phong Cốc thành chủ của ngươi cũng là côn tộc, mà tên đại quái vật kia cũng là côn tộc. Ở đây không biết có gì liên hệ với nhau không đấy? Trung Nhạc lại tiếp tục suy luận. Chẳng lẽ phụ thân của ngươi là đại quái vật năm đó sao? Không, không đúng. Nếu phụ thân của ngươi mà là quái vật, tất nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở 200 năm trước đây, nhất định sẽ bị nghi ngờ, bị lật tẩy. Như vậy phụ thân của ngươi là thuộc hạ của đại quái vật. Còn quái vật to lớn như vậy rốt cuộc đã đi đâu được đấy? Trúc Tiên Nhi nghe vậy sắc mặt kịch biến. Ả với Trung Nhạc chỉ là vừa đụng mặt, trước nay chưa từng gặp nhau, vậy mà chỉ từ lần gặp gỡ hiện tại, Trung Nhạc lại có thể suy luận ra được nhiều thông tin như vậy, gần như đào hết gốc gác của ả, cha ả cùng sư tôn đại quái vật kia. Loại trí tuệ này thật là khủng bố. Ả tuy có nói một hai câu với Trung Nhạc, nhưng chẳng để lộ chút thông tin nào, mà Trung Nhạc lại có thể từ thân phận của ả suy ra được nhiều như vậy, khiến ả thấy thật đáng sợ.
Yêu thần Minh Vương! Trúc Tiên Nhi thét lên, thân thể được tạo nên từ thân nhện và thân người lập tức biến hóa. Toàn thân xuất hiện các loại lưu tinh đồ đằng văn, hóa hư làm thực, biến thành từng cánh tay mọc ra dưới nách. Mi tâm cũng xuất hiện một thần nhãn, chính là thân thể yêu thần Minh Vương. Không chỉ như vậy, ả còn giữ thân hình nhện yêu, tám cái chân sắc bén như đao kiếm đạp xuống mặt đất phóng tới phía Trung Nhạc. Tám cánh tay giơ lên, những bàn tay nặng nề không ngừng ngăn cản tơ kiếm. Long tộc kia, ngươi biết quá nhiều rồi. Lúc này, Trúc Tiên Nhi đang vận chuyển thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương, khiến thực lực tăng vọt. Ả vung tay liên tục va chạm với kiếm khí của Trung Nhạc, thậm chí còn đột phá âm chướng, hất văng tơ kiếm. Mà tơ kiếm chỉ có thể thương tổn được da của ả, chứ không thể tạo ra vết thương hở miệng. Có thể thấy được uy lực của yêu thần Minh Vương kinh người cỡ nào. Không phải ta biết quá nhiều, mà trí tuệ côn tộc không cao. Tuy thoát khỏi bàn tay của ma thần, nhưng dẫu sao cũng chỉ là chủng tộc thấp kém, là có máy chiến đấu mà thôi. Trung Nhạc nhìn cự quái nhện nhện, thân người với tám cánh tay, tám chân, toàn thân cũng xuất hiện đồ đằng văn hoa mỹ, cũng mọc ra tám cánh tay. Trên mi tâm cũng xuất hiện thần nhãn, rõ ràng là cũng vận chuyển yêu thần Minh Vương quyết. Người vẫn chưa khai hóa sao? Trúc Tiên Nhi vung quyền ra, nắm đấm của Trung Nhạc so với của ả thì có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi nắm đấm của cả hai va chạm, Trúc Tiên Nhi không khỏi thét lớn, lảo đảo lùi ra sau. Cơ bắp trên cánh tay của ả run rẩy, làn da trắng nõn bị sức mạnh cơ bắp của Trung Nhạc ép cho vỡ ra, máu tươi cùng với gân thịt bắn ra từ dưới da. Từ dưới chân Trung Nhạc, giao long ầm ầm xuất hiện, nâng người hắn lên, từng bước ép sát, từng quyền rồi lại từng quyền được tung ra. Trúc Tiên Nhi ra sức ngăn cản, giơ các cánh tay khác lên đón đỡ. Máu thịt cơ bắp trên những cánh tay ấy lại nổ bung, ủ rũ hạ xuống, lòng hoảng sợ vô cùng. Vì sao yêu thần Minh Vương quyết của hắn lại mạnh như vậy? Trung Nhạc nhanh chóng lùi ra sau, tám cái chân liên tục di chuyển với tốc độ rất nhanh. Mà trước người ả, hai con giao long cũng giơ chân điên cuồng đuổi theo, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Bỗng Trúc Tiên Nhi mừng rỡ như điên, vội vàng hô lớn: "Lộc sư huynh, mau cứu ta!" Trong núi rừng, một vị luyện khí sĩ yêu tộc đầu có mọc sừng đi ra, phía sau là hai luyện khí sĩ khác. Vị Lộc sư huynh kia kinh ngạc nói: "Ồ, ra là Trúc sư muội. Long tộc, dừng tay lại, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động tới dù chỉ một cọng tóc gáy của Trúc sư muội." Trúc Tiên Nhi vội lao tới chỗ Lộc sư huynh kia, rồi sau đó núp sau lưng gã. Trung Nhạc vọt tới, Lộc sư huynh khẽ nhíu mày. Hai tên luyện khí sĩ phía sau lập tức di chuyển, vượt lên chắn trước người Trung Nhạc, rồi quát lớn: "Ngươi không nghe thấy sao? Lộc sư huynh bảo ngươi dừng tay lại." Hai con giao long lập tức dừng lại, từ cấp tốc vọt tới đến ngừng lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trung Nhạc nhìn hai luyện khí sĩ đang cản đường, lại chuyển mắt nhìn sang vị Lộc sư huynh, sau đó dừng ở trên người Trúc Tiên Nhi, sau lưng Lộc sư huynh kia khẽ nhíu mày: "Tránh ra!" Lộc sư huynh kia ngạc nhiên lắc đầu cười nói: "Từ nhỏ tới lớn chưa có tên yêu tộc nào dám nói với ta như vậy. Ngươi có biết ta là ai không?" Trung Nhạc quay sang nhìn gã hỏi: "Là ai?" Lộc sư huynh kia chỉ mỉm cười chứ không đáp. Một tên luyện khí sĩ trước người Lộc sư huynh bước lên một bước, rồi đột nhiên dậm chân một cái thật mạnh. Chỉ thấy nơi hai con giao long của Trung Nhạc đang đứng lập tức bị cột đá đột ngột mọc ra từ dưới mặt đất đâm trúng bụng, cười lạnh nói: "Lộc sư huynh là công tử của đảo chủ Phong Sắt Đảo. Biết Phong Sắt Đảo không? Phong Sắt Đảo nổi danh với Lưu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo. Phong Sắt Đảo chủ nổi danh với Lưu Hoàng Đảo chủ và Cẩm Tú Đảo chủ. Nếu như thức thời, hãy mau cút khỏi đi còn kịp." Trung Nhạc đứng trên đầu rồng, giao long không ngừng nhấc chân vặn vẹo thân mình, liên tục nhấc cự chảo chụp lấy cột đá mọc lên. Thân hình càng lúc càng cao, không bị cột đá trồi ra từ trong lòng đất đâm bị thương. Lại thấy cột đá liên tục thay đổi giống như sừng hiêu vậy, mà tên luyện khí sĩ khác thì đằng đằng sát khí: "Nói nhảm với hắn làm gì, cứ giết luôn là được." Lộc sư huynh kia giơ tay ngăn hai tên luyện khí sĩ lại, mỉm cười nói: "Này vị huynh đài, ta bảo vệ Trúc Tiên Nhi, ngươi có ý kiến gì không?"
Trúc Tiên Nhi khẽ thở phào, thu thân thể yêu thần Minh Vương, cũng thu đi yêu thân nhận nhận của mình, hóa thành một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, cười duyên nói: "Đa tạ Lộc sư huynh, Long tộc này thật quá là vô lý đi, vừa mới tới liền ra tay với người ta rồi. Nếu không phải có sư huynh tới thật đúng lúc, người ta có lẽ đã mất mạng rồi." À chớp chớp mắt thầm nghĩ: "Long tộc này biết không ít bí mật của ta, cũng biết bí mật của côn tộc, nhất định là phải trừ khử. Này có ba người, lại thêm cả ta nữa, tiêu diệt hắn là chuyện quá dễ dàng. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn nàng được." Lộc sư huynh kia chắp tay sau lưng, lướt Trung Nhạc một cái, rồi tự phụ nói: "Long tộc, nơi đây không phải Đông Hải, mà là Đông Hoang, không phải nơi ngươi có thể hung hăng càn quấy được. Ta bảo vệ nàng, ai dám ra tay đấy?" Trúc Tiên Nhi ngẩng đầu, ngưỡng mộ: "Lộc sư huynh thật khí phách cả, người ta ngưỡng mộ nam tử như Lộc sư huynh đấy, làm cho trái tim của người ta nãy giờ như nai con đi loạn rồi này." "Sao, nai con đi loạn ư?" Lộc sư huynh kia cười ha ha nói: "Trúc sư muội, Ngô huynh đã sớm muốn cùng nàng nai con này đi loạn một phen rồi, chờ ta đuổi kẻ này đi, chúng ta tâm sự. Long tộc, ngươi còn không đi đi?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ta muốn giết á, ngươi không ngăn cản được đâu." Lộc sư huynh kia cười ha ha, bễ nghễ mà nhìn Trung Nhạc: "Thật đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ, chỉ là một tên long tộc giã sinh, không biết xuất hiện từ chỗ nào, lại dám to gan mạnh miệng trước mặt của ta. Ngươi cứ ra tay thử xem." Gã vung tay ôm Trúc Tiên Nhi vào lòng, lại mỉm cười nói tiếp: "Long tộc, ta muốn xem ngươi có thể giết Trúc Du mới trước mặt ta như thế nào." Gã vừa nói xong, Trung Nhạc lập tức xông tới. Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc bên cạnh gã lập tức hô to. Bên ngoài ra mọc đầy đồ đằng văn, rõ ràng là đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết. Từng cánh tay mọc ra dưới nách, một trái một phải, giáp công Trung Nhạc. Lộc sư huynh kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trúc Tiên Nhi, mỉm cười nói: "Sư muội đừng lo, phong sắp đảo ta nằm ngay trên Đông Hải, ngay cả long tộc cũng phải nể mặt cha ta." Ầm một tiếng, ba thân hình va chạm, hai tên yêu tộc kia thét lên đau đớn. Nắm đấm của bọn họ vừa đụng phải nắm đấm của Trung Nhạc thì liền vang lên tiếng xương cốt vỡ, toàn bộ da thịt trên cánh tay chúng nổ bung. Những cái gân chui ra khỏi cánh tay hệt như những sợi dây cung đứt loạn, xương cốt vỡ vụn lộ ra từ trong da thịt, trắng hiếu đáng sợ. Trung Nhạc xông qua giữa hai người họ, thân thể hai người lập tức bắn sang hai bên, ngực trúng quyền khiến lồng ngực sụp xuống, sau lưng xuất hiện một dấu quyền cực lớn, xương sườn gãy đâm ra cả sau lưng. Trung Nhạc đột nhiên lắc mình đi tới trước người Lộc sư huynh, lạnh nhạt nói: "Giao ra đấy." Lộc sư huynh kia vừa sợ lại vừa giận, nhanh chóng lùi ra sau. Lúc này hai vị luyện khí sĩ kia ngã rầm xuống đất, không hề động đậy, lục phủ ngũ tạng trong ngực đều bị đánh cho nát bét. Cùng tu luyện thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết, thời gian tu luyện cũng không xê xích là bao, nhưng uy lực của nó khi ở trong tay Trung Nhạc và khi ở trong tay hai vị luyện khí sĩ yêu tộc kia lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ mới va chạm, hai vị luyện khí sĩ của phong sắc đảo đã thành hai thi thể. Nên biết rằng hai vị luyện khí sĩ này có thực lực không phải là tầm thường yếu ớt như vậy, mà trái ngược lại, cả hai có thực lực hơn xa người cùng thế hệ, là đệ tử của phong sắc đảo chủ. Lần này hãm không thành chủ thu đồ đệ, bọn họ và Lộc sư huynh này tiến tới, cả hai đều có tư chất và ngộ tính cao, không thua kém Lộc sư huynh là bao. Trong số luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở phong sắc đảo, bọn họ được coi là cao thủ trong cao thủ. Nếu không thì bọn họ cũng không thể nào tìm hiểu ra được thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết. Nhưng hai đại cao thủ này lại chết nhanh như vậy, cho thấy yêu thần Minh Vương Quyết của bọn họ có uy lực kém xa yêu thần Minh Vương Quyết của Trung Nhạc. Hắn chiếm được chân truyền của yêu thần Minh Vương Quyết sao? Lộc sư huynh hoảng sợ vội ôm Trúc Tiên Nhi lùi nhanh ra đằng sau, chỉ nhảy một cái đã lùi đi hơn trăm trượng. Tay kia thì nắm lấy cái sừng hiêu của mình, dốc sức quăng tới phía Trung Nhạc. Những tiếng giọt giọt vang lên, sừng hiêu bốn nhánh tám chạc đột nhiên tách ra. Trung Nhạc dừng lại, chỉ thấy sừng hiêu kia hệt như phi kiếm bay múa xung quanh người hắn đâm tới. Phía trên sừng hiêu là các loại đồ đằng văn, rõ ràng là một hồn binh, chẳng những vô cùng sắc bén,
lại rất là nặng. Kỳ lạ hơn nữa là 8 cái sừng này tạo nên một trận thế. Đồ đằng văn còn có tác dụng tương tự đồ đằng trụ, một loại sức nặng khó có thể tưởng tượng được áp chế Trung Nhạc để hắn xuống đất. Lộc sư huynh kia lập tức dừng lại, mỉm cười nói: Trúc sư muội, hãy xem ta dùng Liên Sơn đại trấn giết hắn để cho nàng hết giận và báo thù cho hai vị sư đệ. Gã còn chưa nói xong, Trung Nhạc đột nhiên giơ tay bắt lấy một cái sừng hiêu rồi xông thẳng tới. Con mắt thứ ba giữa mi tâm phóng hào quang, một đạo quang mang vô cùng mãnh liệt bắn ra ngoài. Đạo thần quang này chính là do con mắt thứ ba khi hắn dùng trạng thái yêu thần Minh Vương mà phóng ra, nhưng lại khác với yêu thần Minh Vương của những người kia. Bọn họ khi vận chuyển thân thể yêu thần Minh Vương thì do công pháp không hoàn chỉnh nên con mắt thứ ba thường chỉ để làm cảnh, mà con mắt thứ ba của hắn là thiên nhãn của Tuệ Hoàng, đủ để khai phát tất cả thần thông có trong thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết. Mà ánh sáng cực mạnh này đúng là thần thông trong thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết, tên là Minh Vương Nộ Tâm Kiếm. Ánh sáng ấy bắn thẳng tới Trúc Tiên Nhi trong lòng Lộc Sư Huynh với tốc độ nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng. Lộc Sư Huynh lúc này đang ôm Trúc Tiên Nhi, cảm thấy thân thể mềm mại ấy tâm viên ý mãn, mà Trúc Tiên Nhi lại càng thêm yên tâm, đang định ngẩng đầu nói vài câu với Lộc Sư Huynh thì đạo Minh Vương Nộ Tâm Kiếm đã đánh tới trước mặt. Oanh một tiếng, đầu thiếu nữ nổ tung, máu tươi và óc văng khắp nơi, chỉ còn cái thân thể mềm mại vẫn được Lộc Sư Huynh ôm vào lòng. Uy lực của Minh Vương Nộ Tâm Kiếm trong yêu thần Minh Vương quyết mạnh như thế sao? Trung Nhạc lắp bắp kinh hãi, không ngờ uy lực của kiếm khí bắn ra từ trong thần nhãn lại mạnh như vậy. Ngay cả cường giả như Trúc Tiên Nhi cũng không kịp phòng ngự, bị một kiếm tiêu diệt. Thực sự không phải Minh Vương Nộ Tâm Kiếm mạnh, mà là thiên nhãn của Tuệ Hoàng. Tân Hóa từng nói với ta rằng ta chiết xuất huyết mạch của Phục Khí kết hợp với thiên nhãn của Tuệ Hoàng luyện thành thần nhãn thứ ba, uy lực rất mạnh. Nếu không có thiên nhãn của Tuệ Hoàng, kiếm này của ta sẽ không đáng sợ như vậy. Nếu thật sự luyện thành thần nhãn thứ ba, mở ra thần nhãn, uy lực chắc chắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trung Nhạc hiểu được Minh Vương Nộ Tâm Kiếm mà mình vừa thi triển có uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng tiêu hao năng lượng rất lớn. Thức hải của hắn coi như rộng lớn, phải rộng cả ngàn mẫu. Mà khi bắn đạo kiếm quang này ra, thức hải chỉ còn lại 100 mẫu, tinh thần lực bị tiêu hao đi non nửa. Minh Vương Nộ Tâm Kiếm tuy tốt, thế nhưng không thể sử dụng loạn được, nếu không sẽ ngốn hết tinh thần lực, sẽ rất nguy hiểm. Với tu vi hiện giờ, ta tối đa chỉ phát ra được 3 kiếm, tinh thần lực sẽ cạn kiệt. Trung Nhạc thầm nghĩ. Lộc Sư Huynh nhìn thân thể không đầu trong lòng, vừa sợ vừa giận. Trung Nhạc mắt bắn thần quang, một kiếm giết Trúc Tiên Nhi, làm cho gã không có cơ hội ngăn cản. Trúc Tiên Nhi cứ thế chết đi, một loại thần thông này gã chưa từng gặp bao giờ. Đây mới là thần thông trong yêu thần Minh Vương quyết sao? Gã ngẩng đầu đã thấy Trung Nhạc đi tới trước người gã. Ta đã nói ta muốn giết á, ngươi không ngăn cản được đâu. Trung Nhạc lắc đầu, giơ tay đưa 8 cái sừng hiêu tới trước mặt Lộc Sư Huynh, bình thản nói: Ngươi xem đi, ngươi quả thật không ngăn cản được. Đây là sừng của ngươi, cất cho kỹ vào. Lộc Sư Huynh, chuyện ta giết Trúc Tiên Nhi, ngươi sẽ không nói cho ai đấy chứ? Lộc Sư Huynh run rẩy, giơ tay nắm lấy sừng, lúng túng nói: Không, tất nhiên là không rồi. Ngươi tháo sừng xuống chắc đau lắm nhỉ, để ta cắm lại trên đầu cho ngươi. Trung Nhạc ân cần nói, đột nhiên 8 cánh tay vung lên, đem 8 cái sừng hung hăng đâm vào trong đầu Lộc Sư Huynh, rồi hắn xoay người bước đi, miệng lẩm bẩm: Thế nhưng ta không tin ngươi, ngươi nói thử xem, ta phải làm sao đây? Ở sau lưng hắn, thi thể Lộc Sư Huynh với cái đầu bị cắm đầy sừng hiêu lung la lung lay, rồi đổ dầm xuống đất. Giết con gái Phong Cốc thành chủ, 2 đệ tử của Phong Sắt đào chủ, chuyện này can hệ quá lớn. Dù ta có thành đệ tử quan môn của hãm không thành chủ thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị 2 cường giả kia trả thù. Vì vậy xin lỗi Lộc Sư Huynh. Con trai của Phong Sát đảo chủ chết rồi, hẳn là sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn đấy. Trung Nhạc đột nhiên dừng lại, qua lại chỗ ban nãy thầm nghĩ: Con trai của Phong Sát đảo chủ này, rồi con gái của Phong Cốc thành chủ này, cả 2 đều đã chết. 2 vị cường giả yêu tộc kia
chắc chắn sẽ không bỏ qua. Phòng cấm của Hắc Sơn bí cảnh khiến cường giả không thể tiến vào, nhưng luyện khí sĩ thoát thai cảnh thì lại khác. Nếu Phong Sát đảo chủ và Phong Cốc thành chủ phá luyện khí sĩ thoát thai cảnh vào đây, có thể từ dấu vết chiến đấu tìm ra rút cuộc là ai đã giết bọn họ. Sau đầu hắn lập tức xuất hiện mặt trời, dấy lên liệt hỏa hừng hực, bao phủ lấy thi thể Lộc Du Huynh và Trúc Tiên Nhi cùng hai vị luyện khí sĩ Phong Sát đảo kia. Một lúc sau, thi thể đã bị đốt thành tro bụi. Ta còn phải xóa đi dấu vết chiến đấu nữa. Trung Nhạc xóa sạch mọi dấu vết khi chiến đấu với Trúc Tiên Nhi, Lộc Sư Huynh và hai vị luyện khí sĩ kia. Như thế hắn mới hài lòng. Ta giờ làm chuyện này càng lúc càng thành thạo rồi. Ồ, đây là Linh Châu mà Trúc Tiên Nhi kia luyện thành sao? Tuyệt thật, có hẳn 5 viên đối ứng với ngũ hành. Hắn thiêu thi thể của Trúc Tiên Nhi rồi phát hiện ra 5 viên Linh Châu theo thứ tự là Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu và Thổ Linh Châu, tỏa ra 5 màu sắc trông có phần kỳ lạ. 5 viên Linh Châu này lớn hơn Thổ Linh Châu mà hắn lấy được từ trong cơ thể Du Diên gấp đôi, chứa nhiều ngũ hành khí hơn rất nhiều. Trúc Tiên Nhi luyện thành 5 loại Linh Châu này là định tu thành ngũ hành luân sao? Trung Nhạc suy tư rồi cất 5 viên Linh Châu đi. Sau thoát thai cảnh là Khai Luân cảnh, nguyên thần của cảnh giới này được gọi là nguyên thần chiến đấu. Lúc này nguyên thần đã tu thành 5 vòng, vòng thứ nhất chính là ngũ hành luân. Nguyên thần của luyện khí sĩ thoát thai cảnh cũng có thể chiến đấu, nhưng chức năng chủ yếu là để khống chế các loại bảo vật như hồn binh, kiếm khí. Còn chiến đấu chính diện thì chỉ là dệt hoa trên gấm. Còn nguyên thần của luyện khí sĩ Khai Luân cảnh lại cực kỳ mạnh mẽ, đó là tác dụng của việc mở ra 5 vòng kia. Luyện khí sĩ mở ra nguyên thần chiến đấu ngũ hành luân mạnh cỡ nào, Trung Nhạc đã được chứng kiến. Tên tùy tùng của Khổng Ban, Liên Sơn Cự Tê, chính là một cao thủ mở ra ngũ hành luân. Chiến lực so với luyện khí sĩ thoát thai cảnh thì quả đúng là một trời một vực, không thể sánh nổi. Trúc Tiên Nhi này luyện ra 5 viên Linh Châu hẳn là để chuẩn bị cho Khai Luân cảnh. Trên thực tế, lúc ở kiếm môn, Trung Nhạc từng được nghe nói tới không ít luyện khí sĩ thoát thai cảnh đều luyện thành ngũ hành kiếm khí, hẳn là cũng tự dự định mở ra ngũ hành luân trong tương lai. Có khi còn lục soát được thêm bảo vật không chừng. Hắn cẩn thận tìm kiếm, không lâu sau liền quét lướt qua chiến trường một lượt, tìm được thêm 2 viên Linh Châu. Một viên là Kim Linh Châu, viên còn lại là Thủy Linh Châu, hẳn là 3 vị luyện khí sĩ bên Lộc Du Huynh giết được 2 côn tộc mà kiếm được. Ngoài ra còn có quạt độc mà Trúc Tiên Nhi tế lên cùng hồn binh của Lộc Du Huynh và 2 tên luyện khí sĩ kia. Lúc giao chiến với Trung Nhạc, bọn họ bị giết quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp tế hồn binh của mình lên. Luyện khí sĩ yêu tộc luyện chế hồn binh thường là đưa bảo vật như huyền kim, huyền thiết luyện vào trong một bộ phận trên cơ thể. Ví dụ như Lộc Du Huynh luyện chế sừng hiêu của mình làm hồn binh, vừa có thể bày trận lại có thể dùng làm hồn binh, còn có tác dụng như đồ đằng trụ. 2 vị luyện khí sĩ kia thì một người luyện chế đuôi của mình, kẻ kia là phi cầm tu luyện thành yêu nên luyện chế lông chim của mình làm hồn binh, biến nó thành cương vũ. Những hồn binh này vốn là một bộ phận thân thể của yêu tộc, ngoài có chứa kim khí ra còn có tinh khí của yêu thú, có thể dùng để luyện thành thú kiếm khí. Nhưng Trung Nhạc đã có nội đan thần thú nên tinh khí trong yêu thú này hắn chẳng cần vì tác dụng không lớn, nhưng kim khí trong đám hồn binh kia lại có phần không rẻ. Có hơn 10 món hồn binh, lại thêm một viên Kim Linh Châu, đủ để kim kiếm khí của ta tăng thêm một bậc nữa rồi. Còn 2 viên Thủy Linh Châu, một viên Thổ Linh Châu và một viên Hỏa Linh Châu cũng có thể dùng để luyện chế kiếm khí, luyện nên ngũ hành kiếm khí, tạo nên nền tảng cho việc mở ra ngũ hành luân. Ồ, sao khố lệnh bài này không bị đốt cháy như vậy? Trung Nhạc kinh ngạc móc ra một khố lệnh bài từ trong cho cốt của Trúc Tiên Nhi. Trên mặt lệnh bài này phủ kín đồ đằng văn, khác hẳn với đồ đằng văn mà hắn từng nhìn thấy, trông giống đồ đằng văn của côn tộc. Đồ đằng hoa văn vẽ trên mặt nó là một con mẫu trùng cổ quái, xung quanh là hoa văn ngũ độc. Mẫu trùng kia có chân, có xúc tu, có càng, có đuôi, cánh ve, cánh tay, trên đầu lởm chởm là xương, trông rất hung dữ. Trung Nhạc nhìn thoáng qua cảm ứng được một loại khí tức âm trầm mà quỷ dị, không khỏi rùng mình.
Tân Hóa, mau ra xem đồ đằng văn này có phải là đồ đằng văn của côn tộc hay không. Tân Hỏa bay ra khỏi thức hải của hắn, hạ xuống lệnh bài, cẩn thận nhìn, suy tư nói: đây đúng là đồ đằng văn của côn tộc, hơn nữa còn thuộc về thần trùng của côn tộc. Khối lệnh bài này nhất định là con quái vật lớn bò ra khỏi Hắc Sơn Bí Cảnh đã giao cho Trúc Tiên Nhi. Nhìn đồ đằng văn trên lệnh bài, đây hẳn là một cái chìa khóa rồi. Ngươi nhìn ngũ độc đồ đằng văn xung quanh đi, đồ đằng văn chỉ có một nửa, hẳn là đặt lệnh bài xuống chỗ lõm rồi. Ngũ độc đồ đằng văn có thể kết nối với đồ đằng văn ở trên cửa, làm cửa mở ra. Trung Nhạc nhìn, quả đúng là như vậy, hiếu kỳ hỏi: chìa khóa ư? Trúc Tiên Nhi mang theo cái chìa khóa này là định mở cánh cửa nào đấy? Hắn cất chìa khóa đi, nhặt cái quạt độc kia lên, rót tinh thần lực vào bên trong, liền thấy độc khí trào ra, hóa thành các loại độc trùng hữu hình vô chất bay khắp bầu trời. Hắn lập tức thu tinh thần lực lại, độc trùng cũng biến thành độc khí bay vào trong quạt. Chỉ là một hồn binh bình thường thì nhưng cũng đáng giá để nghiên cứu đấy. Thần thông của ta ngoài pháp môn cận chiến thì chỉ có kiếm khí và phòng ngự, không có loại thần thông quỷ dị như này. Trung Nhạc suy tư, phương thức công kích của quạt này khá kỳ lạ. Độc vật hữu hình vô chất khiến người ta khó lòng phòng bị. Loại độc khí này khiến Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn đều không thể phòng nổi. Kiếm khí không chém được, cách rèn ra nó rất đáng để tham khảo. Kiếm khí có sở trường về lực công kích, nhưng sở đoản là về sự đa dạng. Ví dụ như kiếm khí không phòng nổi công kích của quạt, mà thứ phòng ngự được lại là ánh trăng do Trung Nhạc luyện thành. Sau một lúc, Trung Nhạc không thể không từ bỏ. Quạt này có thể thay đổi công kích chính là nhờ vào đồ đằng văn và thần thông độc hữu của côn tộc. Không có công pháp thì khó mà hiểu hết sự ảo diệu của đồ đằng văn trong quạt, cứ tốn thời gian vào việc này trái lại mất nhiều hơn được. Quạt này là vật của Trúc Tiên Nhi, nếu cầm đi nghênh địch bị kẻ khác nhìn tới sẽ khiến Phong Cốc thành chủ từ manh mối này mà biết Trúc Tiên Nhi chết ở trong tay ta. Xoẹt xoẹt, Trung Nhạc lập tức phóng kiếm khí ra cắt nát quạt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Yêu thần Minh Vương quyết quan trọng, thế nhưng ngũ hành linh châu trong cơ thể côn tộc cũng cực kỳ quan trọng. Nếu sưu tập càng nhiều linh châu, tương lai tu thành ngũ hành luân sẽ dễ dàng hơn. Trung Nhạc bước đi, hấp thu thổ linh khí trong thổ linh châu, luyện chế thổ kiếm khí. Mà luyện ngũ hành kiếm khí càng mạnh, thực lực sẽ càng cao, có thể tự bảo vệ bản thân trong Hắc Sơn Bí Cảnh này. Hiện tại, việc chính của ta là sưu tập ngũ hành linh châu. Hắn lặng lặng đi trong núi rừng, không lâu sau thì nghe được tiếng rột rạt như tằm đang gặm lá dâu. Trung Nhạc ngừng thở, lặng lẽ bước tới. Sau đó liền thấy một bộ xương cao tới hơn 10 trượng dựng thẳng trong rừng. Trên xương vẫn còn máu thịt, có vô số con kiến bạc dài chừng một thước đang cắn nuốt máu thịt kia. Đây là một yêu tộc, hẳn là Dực Hổ hay còn được gọi là Phi Hổ, là dị chủng hiếm có trong yêu tộc, cực kỳ hung mãnh và bá đạo. Trung Nhạc suy nghĩ một hồi rồi lập tức giật mình. Hắn gặp Dực Hổ này rồi. Dực Hổ này là kẻ đã tìm hiểu ra thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết cùng lúc với đám người Đằng Vương, nhưng lại ẩn giấu không đứng ra đầu tiên. Đợi tới khi Ngư Huyền Cơ và một vị yêu tộc khác qua cửa, gã mới đứng ra, tránh cho mình quá mức xuất chúng mà bị cường giả khác nghi ngờ ghi nhớ. Dực Hổ này chắc chắn là cao thủ trong Thoát Thai Cánh, không ngờ lại bị đám kiến bạc này ăn thịt. Những con kiến bạc này hẳn là thứ khá đáng sợ trong côn tộc rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền thấy đám kiến bạc bay lên, giang đôi cánh ve nhỏ và mỏng bay vào trong rừng rậm. Một lúc sau, hàng trăm con kiến bạc dừng chân bé tí xíu, bắt lấy một quả cầu thịt bay ra từ trong rừng rậm. Quả cầu thịt kia cũng là một con kiến, chỉ là đầu to hơn những con kiến bạc bình thường khác rất nhiều, cao hơn một người, lại dài bằng ba người. Bình thường kiến bạc có phủ kín kim loại bên ngoài thân, có khắc đồ đằng văn của côn tộc, mà con kiến cực lớn này toàn thân phủ kín kim giáp, đồ đằng văn cũng phức tạp hơn nhiều. Đám kiến bạc đưa nó tới đặt trên đỉnh đầu của Dực Hổ. Con kiến kia lười biếng mở răng cắn xuyên qua hộp sọ Dực Hổ rồi chui vào trong hút nóc của Dực Hổ. Trung Nhạc lặng lẽ rút đi. Nếu chỉ có 10 con kiến bạc hắn ứng phó được, nhưng số lượng kiến bạc trên người Dực Hổ phải có cả nghìn con. Nếu hắn lao ra thì sẽ rơi vào kết cục như Dực Hổ ngay.
Trên người Dực Hổ có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, có vết thương mỏng như cánh ve, có thể là do cánh của kiến bạc đánh ra, có cái lại như răng của kiến bạc để lại. Nếu chọc tới bầy kiến này, gần như phải đối diện với sự tấn công của 2000 lưỡi kiếm ở xung quanh mình. Cho dù là Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn cũng không tài nào mà ngăn cản được. Hắn còn gặp được mấy con thiên tàm màu vàng có 4 cánh, tốc độ phi hành khá là kinh người, cũng hoạt động thành đàn. Còn gặp được mấy con châu chấu. Những con tộc này đều ở chung, gặp con mồi liền nhào tới, bu kín lấy, ăn thịt sạch sẽ. Chỉ một mình Trung Nhạc thì không ứng phó được. Cũng may những đàn côn tộc như thế chỉ là số ít. Hắn vẫn gặp được những côn tộc lạc đàn, lại lấy được mấy viên linh châu. Mà trong khoảng thời gian này, Trung Nhạc hấp thu luyện hóa hết kim khí trong hồn binh. Thổ kiếm khí đã bắt đầu có quy mô nhỏ, hóa thành một thanh kiếm khí 6 cạnh màu vàng đất, rất là nặng. Tùy theo số lượng côn tộc chết dưới tay hắn, số linh châu mà hắn sưu tập được càng lúc càng nhiều. Mà lúc này đã có luyện khí sĩ yêu tộc đi tới nơi ở của yêu thần Minh Vương. Người này song dòng cao, khí độ phi phàm, mặc áo bào màu xanh đậm, đúng là đằng vương. Y đang ngẩng đầu quan sát tòa cung điện ở trước mặt. Không lâu sau, lại có thêm vài yêu tộc lục tục bước tới, cũng là những luyện khí sĩ mạnh nhất trong số những người bước vào Hắc Sơn bí cảnh. Mấy vị cao thủ này đứng ở ngoài cung điện, nhìn con đường dẫn vào bên trong, lại không có ai bước chân đi lên cả. Xem ra là ta nhanh chân tới trước rồi. Đột nhiên một bóng người lao ra từ trong rừng rậm, phóng tới cung điện kia. Giọt một tiếng, gã vừa bước lên cầu thang dẫn vào cung điện thì thân bất do kỷ biến về nguyên hình là một con cự thú. Sau đó cự thú như một túi chứa nước vậy, huyết dịch như thác trào ra khắp nơi. Cuối cùng nùng huyết dịch văng khắp đầy đất, chỉ còn lại một tấm da thú. Thứ phòng cấm này thật là lợi hại. Đám luyện khí sĩ đẳng vương đều đứng yên nơi đó, nhìn chằm chằm bậc thang dẫn lên cung điện với sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một vị luyện khí sĩ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "May đó chỉ là phong cấm kha lươn cánh, nếu không uy lực còn lớn hơn nữa." Trên cầu thang đỏ, một mảng như thú huyết xuất hiện những đồ đằng văn kỳ dị không ngừng lưu động trên cầu thang. Ngay sau đó, máu tươi dần biến mất, đồ đằng văn cũng biến mất theo. Qua thật lâu sau, đằng vương đột nhiên chậm rãi bước đi, bước lên bậc thang thứ nhất, tiếp tục đứng đó không động đậy. Lúc này dưới chân của y có dây leo không ngừng mấp máy như rắn, liên tục sinh trưởng, mọc ra dây mới. Lá và dây tạo nên đồ đằng văn phức tạp, làm cho đồ đằng văn xuất hiện trên thềm đá ngừng lưu chuyển. Đằng vương quả nhiên lợi hại, không hổ là cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng nhất hãm không thành. Một luyện khí sĩ đầu dê đột nhiên lên tiếng nói: "Nhưng đằng vương này với bản lĩnh của ngươi khó mà đi qua 108 bậc thang, che giấu tất cả đồ đằng văn biến hóa được. Thước có khi ngắn mà tấc có khi dài, chi bằng tập trung trí tuệ của chúng ta mới có thể cùng tiến vào cung điện của yêu thần Minh Vương được, mà đạt được truyền thừa. Đằng vương nghĩ sao đấy?" Đằng vương không đáp, nhìn bậc thang kế tiếp, chán toát ra mồ hôi lạnh. Đúng như lời của vị luyện khí sĩ đầu dây kia, y nhìn ra biến hóa của đồ đằng văn trên bậc thứ nhất, nên mới dùng dây leo tạo nên đồ đằng văn đối ứng, che lại sự biến hóa của đồ đằng văn trên bậc. Nhưng sự biến hóa của đồ đằng văn ở bậc thứ hai vượt quá những gì y biết, nên y không phá giải được. Đúng lúc này, tiếng tỳ bà vang lên, trời giáng mưa phùn tí tách. Ngư Huyền Cơ tay cầm ô, Hồ Thất Muội ôm tỳ bà cùng bước tới dưới mưa phùn. Hai vị cao thủ nhìn 108 bậc thang, kinh ngạc ồ một tiếng, rồi dừng lại ngay trước cầu thang. Khó đấy, 108 bậc thang này khó hơn lên trời. Ngư Huyền Cơ liếc nhìn những luyện khí sĩ khác rồi cười nói: "Các vị, chi bằng chúng ta chung sức phá giải 108 cái bậc thang này, tới khi vào trong cung điện tìm được truyền thừa của yêu thần Minh Vương rồi, tranh cãi cũng không muốn." Lúc này lại có thêm vài luyện khí sĩ yêu tộc nữa đi tới, đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Một người trong số đó nói: "Kẻ có thể cảm ứng được sự biến hóa của đồ đằng văn ẩn giấu trong những bậc thềm đá kia hẳn đều là cao thủ. Giờ quả thực không phải lúc để chúng ta phân ra thắng bại, mà là lúc nên chung sức đồng lòng mới phải." Đằng vương trên bậc thềm đột nhiên mở miệng:
Được thôi, liên thủ vượt qua cầu thang này, tới khi tìm được truyền thừa của yêu thần Minh Vương sẽ định ra thắng bại. Những luyện khí sĩ này đều là cao thủ nổi tiếng trong thoát thai cảnh, tầm mắt và kiến thức khác nhau, chỉ dựa vào mỗi một người thì cùng lắm là phá giải được một hai đồ đằng văn trên bậc đá. Nhưng nếu tất cả cùng giúp sức thì có thể phá được 108 đạo đồ đằng văn kia. Ồ, sao Long Nhạc vẫn chưa tới vậy? Hồ Thất Muội nhìn xung quanh lại không thấy Trung Nhạc đâu thì thào nói: Thực lực của hắn rất cao, không thể nào lại chết dọc đường đi được, sao mà giờ vẫn chưa tới vậy? Hắc Sơn biết cảnh này cực kỳ hung hiểm, nếu bất cẩn, cho dù là luyện khí sĩ thoát thai cánh không ra khỏi được khu rừng rậm kia, kể cả cường giả Kha Luân cánh cũng phải nuốt hận trong đó thôi. Ngư Huyền Cơ nói: Đến giờ còn chưa tới đây, có lẽ Long Nhạc huynh đã gặp nạn rồi. Hắc Sơn biết cảnh thật sự quá nguy hiểm, bọn họ đến được nơi này là quá cẩn thận, né tránh đám côn tộc xuất quỷ nhập thần kia. Nếu không cần chiến đấu là sẽ nhanh chóng bỏ đi. Nhưng trên đường đi bọn họ gặp không ít yêu tộc chết ở trong miệng côn tộc, nên biết côn tộc lợi hại ra sao. Nơi nguy hiểm như vậy, ngay cả cường giả Kha Luân cảnh đều có thể chết ở đó, huống chi là một Long Nhạc với bản lĩnh sấp xỉ bọn họ đây. Sâu trong rừng rậm, một đạo kim quang bay múa xung quanh Trung Nhạc, phi qua phi lại như điện vậy, không ngừng đụng với kiếm khí bay lượn quanh người hắn, toát ra tia lửa. Đạo kim quang này mấy bận phá được kiếm tứ thức, suýt nữa thì chạm tới người Trung Nhạc. Kiếm tứ thức cực kỳ đáng sợ, vô thanh vô tức, vậy mà lần này lại gặp được đối thủ không thể chém giết. Chủ yếu cũng là vì côn tộc trong đạo kim quang này khá là nhỏ. Kiếm tứ thức tuy có thể chém trúng người nó, nhưng khó mà nhốt nó vào trong kiếm trận được. Không nhốt được nó thì kiếm tứ thức khó mà phát huy được uy lực. Khó trách kiếm kiển chỉ được xếp vào thứ 8 trong 10 hung binh. Mỗi thứ đều có sở trường riêng, mà kiếm kiển cũng có thứ không thể đối phó được. Keng! Một tiếng keng vang lên, đạo kim quang này hung hăng đâm vào Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn hiện ra trước người Trung Nhạc, khiến vô số vết rạn xuất hiện trên mặt khiên. Côn tộc trong kim quang tuy nhỏ nhưng lại có chứa sức mạnh rất là to lớn. Mà đụng phải Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn này khiến thứ trong kim quang lập tức hiển lộ là một con rết màu vàng có mọc 6 cánh, dài chừng 1 thước. Rết này có 100 cái chân, bay vun vút trên không trung hệt như võ đạo tông sư đạp không phi hành, lại thêm 3 đôi cánh vô cùng sắc bén khiến tốc độ của nó vô cùng nhanh. Mà trong thân hình nhỏ bé kia có chứa nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ một lần va chạm đã khiến Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn được luyện nên từ kim khí của Trung Nhạc đầy vết rạn nứt, suýt thì vỡ tan. Thì ra là thứ này, yêu thần Minh Vương. Trung Nhạc lập tức biến thành Minh Vương 8 cánh tay, nắm lấy các đạo kiếm khí. 5 đạo kiếm khí kim, mộc, long tướng, thổ, san hô liên tục chém xuống. Con lục dực kim ngô vừa đụng vào Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, đầu óc choáng váng, chưa kịp vỗ cánh bay lên thì đã bị 5 kiếm khí của Trung Nhạc liên tiếp chém xuống như cuồng phong bạo vũ. 5 đạo kiếm khí kết nối thành một tuyến, chỉ chém vào một nơi. Kiếm quang như chiếc quạt hạ xuống, kiếm khí và lực dực kim ngô va chạm, phát ra một tiếng vang. Âm thanh qua đi, chỉ thấy con rết kia bị chém thành hai nửa. Lực phòng ngự của nó thật đáng sợ. Trung Nhạc cảm thán, nếu là luyện khí sĩ, kể cả yêu tộc, nhân tộc hay thần tộc, nếu bị hắn dùng kiếm khí dày đặc như mưa chém xuống như vậy, cho dù là một kiếm, đối phương đã chẳng thể chịu nổi, không chết cũng sẽ bị thương. Vậy mà con lục dực kim ngô này lại khiến cho hắn phải chém nhiều lần mới giết được. Có thể thấy lực phòng ngự của côn tộc mạnh mẽ biến thái tới mức nào. Toàn thân con rết này lại được tạo nên từ kim khí, chính là một viên kim linh châu có hình dáng của con rết. Trung Nhạc nhặt hai nửa con rết lên, lòng khiếp sợ, chỉ thấy cấu tạo nội tạng của nó cực kỳ phức tạp. Trên nội tạng có đầy đồ đằng văn như những bánh răng máy móc tinh xảo, ăn ngoại vật là tinh luyện kim khí trong đó nhét vào cơ thể. Thật không hổ là chủng tộc mà ma thần tạo nên. Con này còn nhỏ, nếu là trưởng thành thì hẳn sẽ lớn hơn, sẽ càng khủng khiếp hơn. Ta không thể nào mà đối phó được. Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng nhảy ra xa, rồi lao đi thật nhanh.
Ở phía sau hắn, một con kim ngô dài hơn một trượng vỗ cánh bay tới, đuổi theo sát sau người hắn. Bất cứ cây cối hay núi đá nào, chỉ cần bị con kim ngô này đụng nhẹ là lập tức dập nát. Sao? Kim ngô trưởng thành ư? Trung Nhạc giởn tóc gáy. Con kim ngô trưởng thành kia có tốc độ cực nhanh, toàn thân hóa thành một mảnh kim quang, nhanh chóng đuổi tới gần. Lần này thì nguy rồi. Trung Nhạc liên tục vừa chạy vừa lách người mà không cách nào thoát khỏi con kim ngô này được. Trán hắn toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng ti ti. Trung Nhạc ra đầu run run. Phía trước là một mảng cả trăm mẫu đầy ánh vàng chói, chính là một đàn thiên tàm. Thiên tàm có hình thể không lớn, chỉ dài hơn một thước, nhưng cả trăm mẫu đều lấp lánh kim quang, đủ hiểu phía trước có bao nhiêu con thiên tàm. Trung Nhạc lập tức chuyển hướng sang bên phải của đàn thiên tàm, cấp tốc lao đi. Phía sau hắn, kim quang phủ kín trăm mẫu lập tức rung rung, vô số thiên tàm vỗ cánh vui vẻ đuổi theo, ầm ầm những tiếng ti ti. Trung Nhạc quay đầu nhìn thì thấy con lục rực kim ngô kia đuổi theo trước nhất, phía sau là đám thiên tàm. Chúng nó đi qua đâu, núi rừng nơi đó lập tức bị xoắn nát. Chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi, chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Trung Nhạc thở dài, mà ở vách núi trước mặt hắn có một tổ ong cực lớn treo lơ lửng. Tổ ong này đen láy, rõ ràng là được làm từ kim thiết. Còn trong tổ ong là những con ong độc, phải to bằng cái chậu rửa mặt, ra ra vào vào, thường để lộ ra cái gai độc phải dài tới một thước. Kiếm khí mở đường, phá núi nào. Trung Nhạc cắn răng, trước người hiện lên năm đạo kiếm khí như một mũi khoan cắt vào trong vách núi. Kiếm khí xoay tròn như gió, đục ra một cái hang lớn, mà hắn thì không ngừng chân chút nào, vội vã chui vào trong lòng núi. Những con ong độc kia bị kinh động, theo sau lục rực kim ngô và đàn thiên tàm rào rào chạy tới phía vách núi. Kim ngô chui vào thông đạo mà Trung Nhạc mở ra đầu tiên. Thông đạo này khá nhỏ, không thể bay được. Con kim ngô lập tức hoạt động hàng trăm cái chân điên cuồng đuổi theo. Giết ngươi ở đây, giết ngươi ở đây. Trong lòng núi, Trung Nhạc đột nhiên dừng lại, quát to một tiếng. Hắn khiến năm đạo kiếm khí tụ tập lại một chỗ, xoay người đánh tới con kim ngô đang đuổi theo. Minh Vương tám tay, long tướng lực. Bùm bùm. Từ dưới nách hắn, từng cánh tay xuất hiện, đồng loạt bắt lấy kiếm khí. Kim kiếm khí, mộc kiếm khí, thổ kiếm khí, long tướng kiếm khí và san hô kiếm khí được luyện lại làm một thể, hóa thành kiếm quang ngũ sắc. Cơ bắp trong cơ thể Trung Nhạc rung rung, long tướng đồ đằng văn khắc lên xương cốt. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương khắc ngoài làn da. Hắn thét một tiếng rồi lao lên đánh tới con lục rực kim ngô kia. Ầm một tiếng, thân thể rung chuyển dữ dội, đầu con kim ngô kia bị kiếm quang ngũ sắc bổ ra một đường, đau tới mức thân thể vặn vẹo, khiến đất đá hai bên tróc ra bụi tung mịt mù. Trong bụi mù ấy, con kim ngô đột nhiên phun ra khói độc màu vàng. Trung Nhạc lập tức khiến tinh thần lực hiển hóa thành một vị tuệ hoàng. Sau đầu tuệ hoàng xuất hiện mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng chiếu rọi huyệt động. Ánh trăng và liệt hỏa đẩy hết khói độc cùng bụi mù ra. Chết đi. Trung Nhạc giơ tay lên rồi đánh mạnh xuống. Kiếm quang ngũ sắc liên tục chém xuống. Tuệ hoàng và nhật nguyệt thêm vào khiến cho hắn như rơi vào trạng thái cuồng bạo. Kiếm như gió liên tục chém xuống. Con kim ngô kia định lùi lại, nhưng đằng sau đã bị đám ong độc và thiên tàm cản lối. Chúng chặn kín sân động, không cách nào mà xoay người được. Càng một tiếng, con kim ngô này rút cục đã bị hắn bổ vỡ đầu, chết ngay trong sân động. Mà sau kim ngô, ong với thiên tàm ra sức bỏ lên, không thể bay được. Kiếm khí trong tay Trung Nhạc lập tức tách ra làm năm. Năm cánh tay giang ra bắt lấy năm đạo kiếm khí. Còn ba cánh tay còn lại thì hoặc tung trưởng hoặc vung quyền như thủy triều điên cuồng tấn công lũ ong độc và thiên tàm. Cả ngọn núi không ngừng rung chuyển, bị chấn động dẫn đến nứt ra, rằng có hơn nửa canh giờ thế mới ngừng rung chuyển. Trong thông đạo, Trung Nhạc toàn thân đẫm máu, đứng đó thở hổn hển, cơ bắp co rút lại, cả người run rẩy, mà thi thể ong độc với thiên tàm chất đầy trong sân động. Tân hỏa bay ra từ trong mi tâm Trung Nhạc, ngơ ngác nhìn thi thể trong sân động, lẩm bẩm nói: trong cơ thể mỗi một con là một viên linh châu, phát tài rồi, phát tài rồi. Nhạc tiểu tứ, làm thêm phát nữa đi, đảm bảo sẽ càng có nhiều hơn. Trung Nhạc thì ngã thẳng xuống đất, mệt quá nên đã ngất đi.
Lúc bây giờ Trung Nhạc tỉnh lại, ho sặc sụa, từng ngụm máu đàm bị hắn ho ra từ trong cổ họng. Mà sau lưng, mặt trời và mặt trăng được quan tưởng ra không ngừng quay xung quanh hắn. Nhật nguyệt bảo chiếu không ngừng dưỡng vết thương, luyện máu đen ra, khơi thông khí huyết. Toàn thân hắn có trên dưới 100 vết thương lớn nhỏ, cơ bắp cũng phần lớn bị xé nứt. Sống sót được đã là may mắn. Lúc này hắn gần như bôi toàn bộ linh ngọc cao mang tới từ kiếm môn lên trên cơ thể của mình, sau đó dùng nhật nguyệt bảo chiếu quyết tăng nhanh quá trình hồi phục thương thế. Xương cốt cũng nứt ra rồi. Hắn soi xét lục phủ ngũ tạng, xem xét xương cốt, mới thấy sau trận huyết chiến với đám côn tộc trong sơn động nho nhỏ này, loại sức mạnh kinh người của côn tộc đã đánh rách lục phủ ngũ tạng, xương cốt đầy vết nứt. Muốn phục hồi như cũ cần mất 3-4 ngày. Suýt nữa thì mất mạng. Vậy mà Tân Hóa còn bảo ta chơi thêm vố nữa sao? Qua thật lâu sau, Trung Nhạc mới chậm rãi đứng dậy, toàn thân đau nhức. Hắn nhìn sơn động, thấy nơi đây rậm rạp thi thể của ong độc, thiên tàm phải tới hàng nghìn con. Đây là do ta làm ra sao? Trung Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Nếu hắn không dốc sức quên thân chiến một trận, có lẽ giờ đây đã bị đám côn tộc này ăn cho ngay cả xương cốt cũng không còn. Với trạng thái hiện giờ, ta mà gặp một hay hai con côn tộc nữa thôi là chắc chắn sẽ bị giết chết. Thôi, cứ tạm thời ở lại nơi đây, chờ thương thế phục hồi, rồi... Với lại... Hắn nhìn thi thể của đám thiên tàm, ong độc với con kim ngô trưởng thành đang chất đống ở trong động. Số lượng linh châu trong cơ thể đám côn tộc này cũng không phải là ít. Nhiều như vậy không thể mang theo người được. Ta cũng cần thời gian để hấp thu linh châu, luyện nên ngũ hành kiếm khí. Trung Nhạc lập tức khiến long tướng kiếm khí bay ra chỗ cửa hang, cắt xuyệt qua một khối núi đá trên cửa hang, che hang động này lại. Không biết nhiều linh châu thế này thì bao giờ mới hấp thu hết mà luyện thành kiếm khí đây. Trung Nhạc rót tinh thần lực, lập tức đám thi thể côn tộc trong huyệt động nhúc nhích, rồi từng viên linh châu bay ra, đổ các thể loại. Linh châu trong cơ thể ong độc là thủy linh châu, mộc linh châu và hỏa linh châu chiếm đa số. Trong cơ thể thiên tàm thì đa số là kim linh châu, mộc linh châu và thổ linh châu. Linh châu có lớn có nhỏ, lớn thì to như trứng ngỗng, nhỏ thì như hạt vừng. Tổng số linh châu là hơn 10.000 viên, phần lớn là loại nhỏ, loại to thì chỉ có chừng mấy trăm viên. Trung Nhạc vận chuyển đại tự tại kiếm khí, không ngừng hấp thu các loại linh khí từ trong linh châu, làm lớn mạnh kiếm khí của mình. Mấy ngày sau, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn không đứng dậy mà tiếp tục tu luyện. Số lượng linh châu không ngừng giảm xuống, mà bên cạnh hắn đã xuất hiện 7 đạo kiếm khí. Ngoài long tướng kiếm khí và san hô kiếm khí ra thì còn lại là kiếm khí của ngũ hành. Ngũ hành kiếm khí đã thành hình, uy lực càng lúc càng mạnh. Thời gian cứ thế trôi đi, uy lực của ngũ hành kiếm khí đã gần bằng long tướng kiếm khí. Vậy mà Trung Nhạc không có ý định đi ra ngoài, mà số lượng linh châu trong sơn động đã bị hắn hấp thu không còn. Tới giờ vẫn chưa thấy đến, xem ra Long Nhạc chết trên đường tới đây rồi. Trước cung điện của yêu thần Minh Vương, Ngư Huyền Cơ quay đầu nhìn, không thấy tung tích của Trung Nhạc đâu, lắc đầu nói: sống sót đều đã tới đây, mà không tới thì đã vùi thân trong rừng rậm. Không ngờ chỉ là một mảng rừng rậm lại khiến nhiều cao thủ yêu tộc ta phải chết đến như vậy. Trên 108 bậc thang ở trước cung điện của yêu thần Minh Vương, đám người đằng vương Ngư Huyền Cơ đã đi được hơn 80 bậc, cách cung điện cũng không còn xa. Phía sau bọn họ có một toán luyện khí sĩ khác tới sau. Trong toán người này có cả Khổng Ban kết minh với nhau để cùng phá giải phong cấm trên thềm đá. Đám người đằng vương cực khổ phá cấm, đi qua liền xóa đồ đằng trên phá cấm đi. Tất nhiên không tốt bụng gì mà để lại cho đám người Khổng Ban. Đám người kia cũng không có câu oán hận nào. Dẫu sao ở nơi đây mọi người đều phải cạnh tranh với nhau. Nếu đám người đằng vương để lại đồ đằng văn, bọn họ còn sợ đám người đằng vương động tay động chân ám toán bọn họ. Hai nhóm người cộng lại cũng chỉ có 14. Lần này yêu tộc để hơn 60 luyện khí sĩ thoát thai cảnh tiến vào bí cảnh. Không ngờ chỉ một khu rừng đã khiến 50 vị cường giả ra đi. Từng ngày rồi lại từng ngày trôi đi. Hơn 10 ngày sau, đám người đằng vương Hồ Thất Muội, Ngư Huyền Cơ lại phá giải thêm được hơn 10 bậc thềm đá nữa. Cách cửa cung điện chỉ còn 8 bậc thềm. Ai nấy đều kích động
và rồi cố gắng bình tĩnh trở lại. Một vị luyện khí sĩ cười nói: may là chúng ta lên thú, chứ nếu một mình đi lên nơi này chắc phải mất mấy năm mới lên được tới chỗ này thôi, mà lúc nào cũng sẽ sợ mất mạng. Thánh thành chủ quả nhiên lợi hại, năm đó ngài một mình tới được đây lại có thể vào được yêu thần Minh Vương cung mà lấy được truyền thừa của yêu thần Minh Vương, thật đúng là thần thánh mà. Đằng Vương lắc đầu nói: năm đó không phải chỉ có một mình thánh thành chủ tới được nơi đây, năm đó số luyện khí sĩ thoát thai cánh cùng thánh thành chủ và Hắc Sơn biết cảnh này là không ít đâu, nhưng người sống sót cuối cùng chỉ có một mình ông ấy. Bằng vào thực lực năm đó của thánh thành chủ, không có cách nào vào yêu thần Minh Vương cung, cũng phải lên thú với các luyện khí sĩ khác thôi. Các vị tiếp tục cố gắng nào, tranh thủ vào trong cung điện sớm nhất có thể nào. Đám yêu tộc này bừng bừng nhiệt huyết, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Lại mấy ngày sau, 107 bậc thềm đá đã bị Toán Người, Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ phá giải, chỉ còn bậc thềm cuối cùng. Hồ Thất Muội quay đầu nhìn, vẫn không thấy Trung Nhạc xuất hiện, không khỏi lắc đầu. Xem ra Long Nhạc chết thật rồi, thật đáng tiếc cho vị cao thủ này. Ngư Huyền Cơ lên tiếng nói: dù hắn có còn sống thì cũng chẳng làm được gì, hắn chỉ có một mình, muốn phá giải thềm đá là chuyện quá ư khó khăn, không thể nào làm nổi. Mà chúng ta đã đi đến nơi đây rồi, tất nhiên không thể nào quay lại mà giúp hắn ta được, huống chi chúng ta cũng không thân thiết tới mức độ ấy. Hồ Thất Muội gật đầu. Phong cấm trên thềm đá cuối cùng rất phức tạp, có hơn 107 phong cấm trước đó rất nhiều, mà thời gian tiêu phí vào việc phá giải nó cũng lâu hơn. Đám người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ đều là người có tài trí tuyệt vời, mất 3-4 ngày mới nắm rõ được xu thế biến hóa của đồ đằng văn trong phong cấm. Nhưng muốn dùng đồ đằng văn để khắc chế sự vận chuyển của phong cấm thì cần thêm thời gian. Mấy ngày nay vì phá cấm, bọn họ đều suy nghĩ nát óc ra, giờ thành công đang ở ngay trước mặt, ai nấy đều rất vui mừng. Bỗng một vị luyện khí sĩ kinh ngạc kêu lên: ồ, lúc này vẫn còn luyện khí sĩ sống sót ra khỏi rừng rậm sao? Hồ Thất Muội quay đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc đeo một thanh đao lớn đang cất bước đi tới. Chỉ chốc lát đã tới trước thềm đá, nàng khẽ hô: Long Nhạc, hắn còn sống sao? Ngư Huyền Cơ vội qua lại nhìn, quả nhiên là Trung Nhạc, không khỏi lắc đầu. Hắn tới chậm rồi, nay chỉ còn một mình hắn ta, không có luyện khí sĩ tương trợ, hắn không cách nào phá giải được phong cấm trên thềm đá đâu. Nay yêu thần Minh Vương cung đã không còn liên quan gì tới hắn nữa rồi. Những luyện khí sĩ yêu tộc khác đều gật đầu đồng ý, bởi muốn một mình tự leo lên 108 bậc thang này là chuyện không thể nào làm được. Lượng tri thức và đồ đằng văn phải sử dụng vô cùng phức tạp. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh không thể nào có được nguồn kiến thức phong phú như vậy được. Nếu chỉ dựa vào một người mà đi được lên 108 thềm đá này thì cần chúng ta làm gì nữa đây? Một tay luyện khí sĩ tự phụ nói. Hắn tên là Long Nhạc sao? Tới trễ như vậy chứng tỏ tu vi thực lực cũng thường thôi. Hắn không bước lên thềm đá còn được, chỉ cần đặt chân lên là chắc chắn sẽ chết rồi. Có khi hắn chẳng nhìn ra được phong cấm trên thềm đá ấy chứ. Ngư Huyền Cơ bỗng thấy Trung Nhạc lại nhấc chân bước lên bậc thềm thứ nhất, vội hô to: Long Nhạc huynh, cẩn thận, trên thềm đá có phong cấm. Vị luyện khí sĩ kia cười lạnh: quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, hắn quả thật không nhìn ra rằng trên thềm đá có phong cấm. Gã còn chưa nói xong, Trung Nhạc đã đặt chân lên bậc đá thứ nhất. Ngư Huyền Cơ run rẩy, dường như nhìn thấy Trung Nhạc bị phong cấm ở bậc thứ nhất hóa thành một bãi nước mù. Mà đúng lúc này, mộc kiếm khí dưới chân của Trung Nhạc lưu chuyển hóa thành hoa văn đồ đằng kỳ lạ mà huyền diệu, hoàn toàn khắc chế phong cấm trên bậc thềm thứ nhất, khiến phong cấm không thể vận chuyển mà bình an đứng đó. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều thở phào một hơi, còn chưa kịp định thần đã thấy Trung Nhạc bước chân đi lên phong cấm thứ hai. Hai vị luyện khí sĩ đều run sợ không thôi. Tay luyện khí sĩ kia thấy Trung Nhạc còn sống đi lên bậc thềm thứ nhất, mặt đỏ bừng, vội to giọng nói: đi được lên bậc thềm thứ nhất là do hắn may mắn thôi, chứ bậc thềm thứ hai sẽ không đơn giản như vậy đâu, hắn chắc chắn sẽ chết thôi. Sao? Trung Nhạc đã đặt chân xuống thềm đá thứ hai, thổ linh khí tràn ngập bên dưới chân trái, hóa thành đồ đằng văn vàng óng, rồi hắn lại nhấc chân đi lên bậc thềm thứ ba. Tên luyện khí sĩ kia nghẹn họng
trợn trừng mắt ra nhìn. Lúc này Trung Nhạc từng bước đi tới, mỗi khi hạ chân xuống đều có đồ đằng văn tương ứng bay ra từ dưới chân phủ lên thềm đá, che lại phong cấm bên trong thềm đá, làm cho phong cấm không thể bùng nổ. Hắn thảnh thơi bước ra từng bước, đi lên từng chút một, không lâu sau đã đi được mấy chục bậc thềm, lướt qua bên cạnh đám người Khổng Ban. Đám luyện khí sĩ đều liếc mắt nhìn, mà Trung Nhạc cứ đi thẳng qua người bọn họ, không hề dừng lại chút nào. Không lâu sau, Trung Nhạc đi lên bậc thềm thứ 107, nghiêng đầu nhìn vị luyện khí sĩ kia, hiếu kỳ hỏi: "Huynh đài, vừa nãy người nói gì vậy? Ta nghe không rõ." Vị luyện khí sĩ kia mặt đỏ bừng, á họng không nói được câu nào. Mãi một lúc lâu sau, gã mới cười lạnh và nói: "Long tộc, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Chẳng qua là ngươi trốn trong rừng rậm, lén lút nhìn cách bọn ta phá cấm. Giờ chạy ra thì tỏ ra oai phong cái gì? Nếu có giỏi thì ngươi đi qua bậc thềm cuối cùng này đi." "Nào có đáng gì." Trung Nhạc sải bước, cất bước đi lên bậc thềm cuối cùng, đi vào trong yêu thần Minh Vương Cung đang mở rộng cánh cửa. Còn trong thức hải của hắn, Tân Hỏa kinh ngạc nói: "Phá giải cái phong cấm đơn giản này có gì mà đáng ngạc nhiên như vậy? Nhạc tiểu tứ, chúng ta lên quay lại sửa phong cấm, tăng chút độ khó, để cho bọn chúng biết phong cấm khiến người ta tuyệt vọng là như thế nào." Trung Nhạc cất bước đi vào trong yêu thần Minh Vương Cung, nhìn khắp mọi nơi, mày nhíu chặt lại. Cung điện của yêu thần Minh Vương nay đã trống không, bên trong như bị người ta cướp sạch sẽ, hoặc như ngôi nhà vừa xây xong chưa kịp trang hoàng. "Có người tới trước chúng ta cướp sạch nơi này rồi." Tân Hỏa mượn dùng đôi mắt của Trung Nhạc nhìn xung quanh nói: "Không biết là tên thánh thành chủ kia hay do con quái vật lớn chui ra khỏi nơi này đây?" "Chắc là do con quái vật kia rồi." Trung Nhạc suy tư nói: "Năm đó thánh thành chủ yêu tộc chỉ là một luyện khí sĩ thoát thai cánh, tu vi và thực lực không quá cao, làm sao phá được phong cấm mà yêu thần Minh Vương để lại đây? Mà con quái vật chui ra từ nơi đây lại có thể giết chết được thánh thành chủ đời trước đó, có thể thấy lúc nó bỏ ra khỏi đây thì đã có thực lực bậc cự phách rồi. Nó hoàn toàn có năng lực cướp sạch nơi đây. Hơn nữa, nó phá cấm rời đi, thậm chí còn phá cả hai đại phong cấm của hai cảnh giới ẩn linh và thoát thai của Hắc Sơn bí cảnh này, chứng tỏ thực lực khủng bố ấy cũng phải thuộc hàng cự phách rồi." Phong cấm có chia ra làm lớn và nhỏ. Như phong cấm ở trên thềm đá kia chỉ là phong cấm nhỏ, còn phong cấm bao phủ toàn bộ Hắc Sơn bí cảnh chính là phong cấm lớn. Phong cấm lớn phong ấn toàn bộ tất cả tu vi cảnh giới, từ uẩn linh cho tới thông thần, người ngoài không vào được, kẻ ở trong không ra được. Nếu cưỡng chế xông vào hoặc xông ra, bất cứ cảnh giới nào cũng sẽ bị phong cấm tiêu diệt. Con quái vật kia phá hỏng phong cấm lớn bao trùm toàn bộ Hắc Sơn bí cảnh, lúc đó xuyên qua Hắc Sơn bí cảnh đã phá đi phong cấm của uẩn linh và thoát thai cảnh. Chuyện này thật quá khủng bố. Thánh thành chủ yêu tộc tới nay chưa từng phá được phong cấm tầng thứ 3 của bí cảnh. Phong cấm Kha Luân cảnh có thể thấy được, y không phải không muốn mà là không có bản lĩnh đấy. Còn con quái vật kia lại làm được, chứng tỏ thực lực của nó mạnh cỡ nào. Đám người Đằng Vương rốt cục đã bước lên được thềm đá cuối cùng, bình an bước vào yêu thần Minh Vương Cung. Mấy vị luyện kỹ sĩ trẻ tuổi nhìn Trung Nhạc với ánh mắt phức tạp. Bọn họ mất gần một tháng mới chấn áp được 108 bậc đá, mà Trung Nhạc tới đây không hề ngừng bước, cứ thế đi thẳng qua 108 đạo phong cấm. Có thể thấy được mấy luyện khí sĩ kia bị đả kích ra sao. Đám người Đằng Vương vừa tới nơi đây lập tức chia ra, cách nhau thật xa, miễn cho bị đối phương đánh lén. Lúc trước bọn họ còn hợp tác cùng nhau vượt qua khó khăn, thế nhưng tới đây thì không cần hợp tác nữa, mà là cạnh tranh lẫn nhau. "Nghe nói Đông Hải Long tộc giàu có, kiến thức uyên bác, giờ mới tận mắt chứng kiến được." Đằng Vương liếc Trung Nhạc một cái, gật đầu rồi lập tức nhìn xung quanh, lại lập tức nhíu mày. Yêu thần Minh Vương Cung này nay đã trống không, chẳng còn lấy một kho báu gì để mà chia chác. Đám cao thủ kia cũng nhíu mày không thôi. Bọn họ đoán rằng khắp yêu thần Minh Vương Cung sẽ toàn là bảo vật, vất vả bao nhiêu để tới được nơi này mà thật sự lại phũ phàng, khiến cho bọn họ khó mà chấp nhận được. Ngư Huyền Cơ lẩm bẩm nói: "Đã không còn kho báu của yêu thần Minh Vương, vậy truyền thừa sẽ ở nơi nào đây?" Đột nhiên cả tòa cung điện này ầm ầm rung chuyển, mọi người bên trong lảo đảo theo. Chỉ thấy tòa cung điện này bắt đầu tan rã,
ngay trước mặt mọi người. Ngói, xà ngang, trụ, vách tường lần lượt di chuyển đan xen nhau như một cỗ máy bắt đầu chuyển động. Đám người trung nhạc còn chưa kịp phản ứng thì cung điện đã biến mất, thay vào đó là một bình đài cực lớn, đủ loại đồ đằng văn hoa lệ xuất hiện ở dưới chân. Những cái trụ khổng lồ chống đỡ bình đài, mà ngoài bình đài này ra thì còn có một bình đài nữa, cũng được trụ chống đỡ. Ở xa hơn cũng lại có một bình đài, từng tòa bình đài xuất hiện được liên kết bởi những cây cầu treo thông về phương xa. Đây là cái gì vậy? Mọi người hiện đang đứng ở bình đài đầu tiên lại thấy một bức tường bay tới rơi xuống bình đài. Trên vách tường, đồ đằng văn xuất hiện di chuyển trong tường. Một lúc lâu sau, một loại kim tương chảy ra từ trong bức tường, hóa thành một vị thần nhân có 8 cánh tay, đúng là hình tượng của yêu thần Minh Vương. Chiến ngẫu sao? Đằng Vương khẽ hô, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trung Nhạc cũng cẩn thận quan sát, thấy trên người chiến ngẫu này xuất hiện vô số đồ đằng văn, giống hệt đồ đằng văn ở trên thạch bích trên cầu Bá Thủy dạo trước. Chỉ là chiến ngẫu này dường như đã trải qua trận đại chiến vô cùng thảm thiết, toàn thân rách rưới, con mắt thứ ba trên trán bị phá hỏng, chảy ra kim dịch. Trên chiến ngẫu có khắc truyền thừa của yêu thần Minh Vương. Đám luyện khí sĩ yêu tộc trên bình đài đều kích động mà nhìn chiến ngẫu. Các vị! Chiến ngẫu toàn thân được làm từ kim thiết kia bay lên, phát ra một giọng nói từ trong lồng ngực. Có lẽ là vì thời đại quá xa xưa nên âm thanh có phần mơ hồ, không được rõ ràng. Các vị, Minh Vương phụng lệnh, lệnh yêu hoàng trấn thủ đại khư để lại truyền thừa chờ người có duyên. Nắm được đệ nhất thiên Minh Vương quyết là có thể tới thiên thứ hai, yết kiến chân thần của Minh Vương Vương. Giọng nói đứt quãng, nhưng tất cả những ai có mặt trên bình đài không phải hạng ngu sốt, lập tức đoán ra được chiến ngẫu đang nói về điều gì. Yêu thần Minh Vương phụng lệnh một vị cường giả đã xưng hoàng tới đây trấn thủ, vì biết thọ nguyên sắp hết nên đã để lại truyền thừa chờ người hữu duyên. Tìm hiểu ra phần đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết là có thể tiến tới tòa bình đài thứ hai để tìm hiểu phần thứ hai. Nếu có thể lĩnh ngộ được hết toàn bộ tất cả thì có thể tới yết kiến chân thân của Minh Vương, đạt được truyền thừa cao nhất. Mà Ngư Huyền Cơ lại đột nhiên hỏi: như thế nào mới được coi là hiểu ra yêu thần Minh Vương quyết đây? Chiến ngẫu kia quay đầu nhìn gã, trong lòng ngực vang lên một âm thanh: đi qua cầu. Sao? Đi qua cầu là coi như qua cửa sao? Ngư Huyền Cơ lại hỏi: vậy trên đó có cái gì? Chiến ngẫu không đáp, hiển nhiên vì bị tổn hại nghiêm trọng nên đã mất đi công dụng ban đầu khi được yêu thần Minh Vương chế tạo. Ngư Huyền Cơ nhíu mày lại hỏi: nếu không qua được cầu thì sẽ thế nào? Chiến ngẫu cúi đầu nhìn xuống bên dưới bình đài. Đám người Hồi Thất Muội, Trung Nhạc cũng nhìn theo, liền cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Bên dưới những bình đài nối tiếp nhau là một vực sâu thăm thẳm, trong này đầy ma chơi lượn lờ, chất đống thi cốt của cường giả yêu tộc, hiển nhiên là của những cường giả không bước qua được cầu kia để lại. Chiến ngẫu không nói gì thêm, đột nhiên lùi bước rồi dung nhập vào trong bức tường. Ngay tức khắc, trên bức tường xuất hiện hoa văn của yêu thần Minh Vương. Hoa văn bắt đầu di chuyển, biến hóa, biểu thị thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết. Mọi người đều đã gặp thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương quyết trên cầu Bá Thủy, đạt được truyền thừa. Nhưng truyền thừa được biểu hiện trên bức tường này còn phức tạp hơn truyền thừa trên cầu Bá Thủy vài phần. Mọi người không dám chậm trễ, đều cố gắng tìm hiểu. Qua không biết bao lâu, đợt luyện khí sĩ thứ hai có Khổng Ban cũng đi tới bình đài, cũng đều ngồi xuống cố gắng lĩnh ngộ. Trung Nhạc lẳng lặng nghiên cứu biến hóa của thiên đầu tiên yêu thần Minh Vương quyết. Có nền tảng từ lúc ở cầu Bá Thủy, việc tìm hiểu thiên đầu tiên lại càng thêm dễ dàng. Nửa ngày sau, một vị luyện khí sĩ yêu tộc đột nhiên đứng dậy, liếc đám luyện khí sĩ khác rồi lắc đầu nói: tất cả những biến hóa của thiên đầu tiên ta đã lĩnh ngộ hết rồi. Thứ đơn giản như vậy mà còn cần phải tìm hiểu lâu đến thế sao? Xem ra truyền thừa của Minh Vương có duyên với ta rồi, ta đi trước một bước đây. Y cất bước đi lên trên cầu, đi tới bình đài thứ hai. Trung Nhạc đứng dậy, cả đám người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ cũng đứng dậy nhìn. Khi vị luyện khí sĩ kia vừa đặt chân lên cầu thì đồ đằng văn hoa mỹ xuất hiện, đan xen vào nhau,
tạo nên chùm sáng lao tới vị luyện khí sĩ kia. Vị luyện khí sĩ kia thét lớn một tiếng, thân bất do kỷ hiện ra Minh Vương thân, mọc ra 8 cánh tay, đạp lên ánh sáng trên cầu, cất bước mà đi. Xoẹt một tiếng, một khối thịt bóc ra khỏi người y, mà vị luyện khí sĩ đó như không cảm thấy chút đau đớn nào, cũng chẳng quan tâm việc cơ thể mình thiếu đi một khối thịt, tiếp tục bước tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo những bước chân của y, từng khối thịt lại tiếp tục rơi ra khỏi thân thể. Chỉ mới vài chục bước, vị luyện khí sĩ yêu tộc kia đang đi trên cầu treo chỉ còn lại bộ xương khô. Bộ xương ấy vẫn cứ tiếp tục di chuyển mà vẫn còn cười nói: "Đi qua đơn giản như vậy, thật chẳng hiểu tại sao các người lại tốn nhiều thời gian đến như vậy." Đầu của y đã bị một loại sức mạnh vô hình đánh vỡ một mảng lớn, từ đó có thể thấy não bị đun sôi, bốc lên hơi nóng và bọt nước. Cảnh tượng ấy khiến đám luyện khí sĩ trên bình đài sợ hãi. Ngư Huyền Cơ không nhịn được mà hô to: "Này huynh đài, ngươi chết rồi mà không biết sao?" "Chết rồi sao?" Vị luyện khí sĩ kia quay đầu lại, lúc này bắt đầu tới phần xương bắt đầu tách ra khỏi cơ thể, rơi xuống vực sâu bên dưới. Hắn vẫn cười nói: "Chết cái gì chứ, ta đạt được truyền thừa của yêu thần Minh Vương, nên các ngươi đang ghen ghét ta ư? Mà đây là sao? Ta chết thật rồi sao?" Thi cốt trên cầu tan ra, rào rào rơi xuống dưới, mà đồ đằng văn trên cầu thì biến mất. Đằng Vương đột nhiên đứng dậy, cất bước đi lên trên cầu, lạnh nhạt nói: "Xem ra trên cầu này có che giấu đồ đằng văn, là đạo biến hóa của đồ đằng văn thiên đầu tiên yêu thần Minh Vương quyết. Khi đi trên cầu phải quan tưởng yêu thần Minh Vương, làm cho đồ đằng văn biến hóa theo đồ đằng văn trên cầu, biểu thị toàn bộ biến hóa của thiên đầu tiên thì mới đi qua được cầu." Trung Nhạc cũng đã nhìn ra được điểm này, thầm gật đầu. Đám luyện khí sĩ khác nghe vậy đều giật mình hiểu ra được vấn đề. Ngư Huyền Cơ cười tủm tỉm: "Không lĩnh ngộ ra được tất cả biến hóa của thiên đầu tiên mà bước lên cầu này chính là đi tìm chết, cho nên những kẻ quá ngu xuẩn đừng có manh động." Hơn chục tên đều trợn trừng mắt nhìn. Ngư Huyền Cơ nhún vai thấp giọng nói: "Ta có nói gì sai đâu, không lĩnh ngộ được mà bước lên cầu chính là đi tìm chết mà, ta đang quan tâm tới các ngươi thôi." Trung Nhạc cũng cất bước đi lên cầu treo. Lúc này trên cầu đã có hắn và Đằng Vương, còn các luyện khí sĩ thì đều đang tham ngộ. Lúc đặt chân lên cầu, hai người đều hiện ra Minh Vương thân, mọc 8 cánh tay, các loại đồ đằng văn ngoài thân liên tục biến hóa để đối ứng với đồ đằng văn biến hóa trên cầu. Đằng Vương đột nhiên dừng lại, quay người lại nghiêm túc nói với Trung Nhạc: "Long Nhạc huynh có thể tìm hiểu ra tất cả biến hóa của thiên đầu tiên nhanh như vậy, không biết có hứng thú luận bàn một phen với ta trên cây cầu này không? Ta rất muốn biết giữa hai ta ai là người có ngộ tính cao hơn, thực lực mạnh hơn." Trung Nhạc lưng đeo đại đao, bước đi không ngừng, mỉm cười nói: "Đằng Vương quả thực muốn giao thủ ngay trên cầu sao?" Mà vào lúc này, Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội cũng bước lên trên cầu, Khổng Ban với hai vị luyện khí sĩ cũng đi theo. Đằng Vương mỉm cười, cất bước đi tiếp, thản nhiên nói: "Bây giờ thì chưa được, chờ tới khi chỉ còn hai ta, so đấu một hồi cũng chưa muốn. Long Nhạc huynh, hy vọng người có thể đi tới tận cùng để chiến với ta một trận. Nếu Long Nhạc huynh đánh bại ta, đó chính là đệ nhất cao thủ trong thoát thai cánh của yêu tộc ta rồi." Đằng Vương đi tới phía tòa bình đài thứ hai, quay đầu lại cười nói. Mà bên trong Thức Hải, Tân Hỏa tức giận: "Tiểu tử này thật là gậy đòn, trông còn thèm đòn hơn cả cái tên nhóc Ngư Huyền Cơ kia." Trung Nhạc tiếp tục bước đi, mặt không đổi sắc nói: "Có bản lĩnh tất nhiên có thể nói được lời đáng đánh đòn như vậy rồi, còn không có bản lĩnh thì chính là tự tìm đường chết thôi. Nhưng ở trên cảnh giới thoát thai cảnh này, bất cứ ai mà nói câu này trước mặt ta đều là muốn chết cả." Tân Hỏa tán dương nói: "Nhạc tiểu tử, chồng người cũng giống muốn ăn đòn lắm đấy." Trung Nhạc mỉm cười, không nói gì thêm. Thời gian gần đây hắn lao vào khổ tu, chứ không phải là ăn chơi nhảy múa, đã tu luyện nên ngũ hành kiếm khí, có uy lực mạnh mẽ tuyệt thân, nên hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương lại xuất hiện trên cầu, xuyên qua thân thể bọn họ. Chỉ cần sự biến hóa của đồ đằng văn của bản thân tương xứng với biến hóa của đồ đằng văn trên cầu thì sẽ bình an vô sự. Trung Nhạc còn cảm thấy đồ đằng văn xuất hiện trên cầu
không ngừng tương dung với đồ đằng văn của mình. Lực rèn luyện cực mạnh vọt tới, khiến cơ thể hắn không ngừng mạnh lên. Đồ đằng văn trên cầu không chỉ để khảo hạch, mà đồng thời cũng là cơ hội thoát thai hoán cốt. Dùng đồ đằng văn mà yêu thần Minh Vương để lại khiến thân thể mình mạnh lên. Hắn cảm giác được cơ thể hắn đang nhanh chóng tiến bộ, hiệu quả rèn luyện thậm chí còn hơn hẳn Nhật Nguyệt Bảo Chiếu. Dẫu sao điều này tương đương với một vị thần dùng pháp lực rèn luyện cho bản thân, tất nhiên hơn hẳn việc luyện khí sĩ thoát thai cảnh tự mình rèn luyện. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm thấy đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương mà mình diễn biến ra trở nên cứng cỏi hơn, có uy lực mạnh hơn, hẳn là một phần uy lực của đồ đằng văn trên cầu đã dung hòa vào và tăng hiệu quả lên. Đám người đằng vương Ngư Huyền Cơ hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nên ai nấy đều tập trung tinh thần làm cho đồ đằng văn rèn luyện cơ thể, quý trọng cơ hội hiếm có này. Ở trên cầu lại có thêm một luyện khí sĩ do mất máu không ngừng lóc ra khỏi cơ thể, vô thanh vô tức mà chết đi. Gã vẫn chưa hề biết mình đã chết mà vẫn tiếp tục bước đi. Đám yêu tộc Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội đều nhìn y. Vị luyện khí sĩ này thấy vậy thì khó hiểu, thế nhưng chợt nghĩ ra sắc mặt kịch biến, run rẩy hỏi: Ta chết rồi sao? Đám người Ngư Huyền Cơ gật đầu. Vị luyện khí sĩ ấy thở dài một tiếng, rồi xương cốt vỡ tan rào rào rơi xuống dưới. Đến nơi đây, tất cả luyện khí sĩ tính thêm Trung Nhạc chỉ có hơn 14 vị, nhưng chỉ đi qua cây cầu treo thứ nhất này thì đã có 2 người chết đi. Mẹ nó chứ, mạng là quan trọng nhất, ông không thèm tu cái thứ yêu thần Minh Vương quyết bỏ đi này nữa, ai cùng ta lùi về nào. Trên bình đài thứ nhất, một kẻ không chịu nổi áp lực về tâm lý này đột ngột đứng lên. Ai cũng cho rằng mình là kẻ lĩnh ngộ ra yêu thần Minh Vương quyết chính tông, nhưng có ai dám bảo đảm thứ mà mình lĩnh ngộ nhất định không sai đây? Tính mạng quan trọng hay công pháp quan trọng đây? Ai đi cùng ta nào? Y chờ trong giây lát, lúc này trên bình đài còn 4 luyện khí sĩ, nhưng không thấy đứng dậy mà tiếp tục tìm hiểu Minh Vương quyết trên bức tường. Vị luyện khí sĩ này cắn răng một mình quay người đi tới thềm đá. Vừa nhấc chân định đặt lên bậc thềm đá thứ 108, y bỗng giật mình nhớ ra phong cấm, cả người lạnh lẽo. Lúc đến, y với các cường giả khác liên thủ mới phá giải được phong cấm trên những thềm đá này, mà giờ quay về thì chỉ có một mình y, sợ rằng 108 bậc thềm này sẽ trở thành bùa đòi mạng y. Bước lên thềm đá thì còn một con đường sống, nhưng tìm hiểu Minh Vương quyết này chỉ cần sai một phần là chắc chắn sẽ chết đi. Ta còn nhớ rõ mấy phần về đồ đằng văn phá giải phong cấm trên thềm đá, hẳn là không đến mức phải chết đi. Sắc mặt vị luyện khí sĩ tái nhợt, y cắn chặt răng dẫm chân lên thềm đá. Xoẹt một tiếng, một đạo hỏa quang hiện lên. Trên bậc thềm chỉ còn một đống tro tàn, vị luyện khí sĩ kia đã bị đốt thành tro bụi. Lúc này trên bình đài và cầu treo cũng chỉ còn lại 11 luyện khí sĩ. Đột nhiên đằng vương hét lên, con mắt thứ 3 ở mi tâm đổ máu, thần nhãn bị phá. Y hít sâu một hơi, hào quang lưu chuyển bổ sung đầy đủ cho con mắt thứ 3, chống đỡ áp lực của cây cầu tiếp tục bước tới. Cảnh tượng này khiến đám luyện khí sĩ đang ở trên cầu đều sợ hãi. Trong đồ đằng của Minh Vương trên bức tường thiếu thần nhãn ở mi tâm, mà cây cầu này lại khảo hạch lĩnh ngộ của bọn họ với yêu thần Minh Vương quyết. Không lĩnh ngộ ra, thi triển Minh Vương đi trên cầu sẽ không theo kịp sự biến hóa của đồ đằng văn ở trên cầu, cuối cùng sẽ bị đồ đằng văn trên cầu lóc hết da thịt mà mất mạng. Kỳ thực vẫn có thể sai lầm được một phần. Ngư Huyền Cơ thấy đằng vương cố gắng chống đỡ uy lực của đồ đằng văn, bước nhanh qua đoạn cầu còn lại, đột nhiên mở miệng nói: Bởi vì đồ đằng văn của thần nhãn trong yêu thần Minh Vương quyết bị thiếu một phần nên biến hóa không đủ, khó có thể lĩnh ngộ được tất cả. Cũng may đồ đằng văn bị thiếu không nhiều, nên chút sai lầm ấy không gây nguy hiểm tới tính mạng. Trung Nhạc gật đầu: Huyền Cơ huynh kiến thức bất phàm, nhưng vẫn có hy vọng bổ sung hoàn chỉnh chỗ đồ đằng văn bị thiếu kia. Đằng vương sắp đặt chân lên tòa bình đài thứ 2, nghe vậy thì ngừng lại, chân thành nói: Mong lòng huynh dạy ta. Trung Nhạc nghiêm mặt nói: Đồ đằng văn của thần nhãn trong Minh Vương trên bức tường đã không còn rồi, thế nhưng đồ đằng văn về Minh Vương thần nhãn ở trên cầu vẫn chưa mất đi. Nếu như đủ mạnh
là có thể ở chỗ Đằng Vương vừa đổ máu kia kiên trì đứng bất động, làm cho đồ Đằng Văn trên cầu không ngừng tiêu ma con mắt thứ ba, mượn cơ hội từ đồ Đằng Văn ấy mà tìm hiểu về thần nhãn của Minh Vương. Biện pháp mà Long Huynh nói quả thực có thể làm, thế nhưng lại quá nguy hiểm. Dùng vết thương để lĩnh ngộ huyền cơ mà chưa chắc đã thành công. Vừa rồi ta chỉ đứng ở đó có một giây thôi, mà cảm thấy suýt nữa thì đồ Đằng Văn đã xuyên thủng đầu óc của ta rồi. Đằng Vương suy tư một lát, lắc đầu nói: ta có tế ngộ riêng, thần nhãn truyền thừa mà ta đạt được chưa chắc đã thua kém thần nhãn của Minh Vương. So với mạo hiểm tính mạng để thử một lần, không bằng ổn thỏa hơn. Cho dù không thể lĩnh ngộ ra Minh Vương thần nhãn, cũng chỉ khiến mi tâm bị thương mà không thương tổn tới tính mạng của ta. Các luyện khí sĩ khác đều gật đầu, riêng Ngư Huyền Cơ thì chần chừ hỏi: Long Nhạc huynh, ngươi quả thực có thể dùng vết thương để đổi lấy đồ Đằng Văn của Minh Vương thần nhãn sao? Trung Nhạc gật đầu: làm được, nhưng như Đằng Vương đã nói, rất là nguy hiểm. Ngư Huyền Cơ cắn răng nói: Ta không có được thần nhãn truyền thừa như Đằng Vương, mà con mắt thứ ba ta dùng để tu bổ Minh Vương Quyết rất là thấp kém, chỉ là con mắt của Ngư Long, có thể đi qua cây cầu thứ nhất, thế nhưng chưa chắc đã qua được cây cầu khác kia. Cửa ải này ta phải bỏ mạng mà tìm hiểu. Trung Nhạc quay đầu nhìn gã: có khi Ngư Huyền Cơ sẽ là yêu tộc đạt được tất cả truyền thừa của yêu thần Minh Vương Quyết. Còn về phần thần nhãn truyền thừa mà Đằng Vương nói là mình có kia vốn là vô dụng. Thánh thành chủ yêu tộc có địa vị cao như thế, thực lực mạnh ra sao, sao y lại không có thần nhãn truyền thừa được đây? Nhưng y tu luyện tới nay, hoạn ẩn vẫn còn, chứng tỏ con đường đó là tuyệt lộ. Hắn tiếp tục bước đi, dùng đồ Đằng Văn trên cầu rèn luyện bản thân. Khi đi tới nơi đồ Đằng Văn của Minh Vương thần nhãn bùng nổ, mi tâm Trung Nhạc run rẩy. Đồ Đằng Văn Minh Vương thần nhãn và đồ Đằng Văn tại Hoàng Thiên Nhãn va chạm với nhau, các loại đồ Đằng Văn khác khác biệt đan xen vào nhau, quấy vỡ thiên nhãn trong mi tâm của Trung Nhạc. Mi tâm Trung Nhạc lập tức chảy máu, rồi ngay sau đó lại có đồ Đằng Văn của Tuệ Hoàng Thiên Nhãn hiện lên chống lại đồ Đằng Văn của Minh Vương thần nhãn. Đằng Vương lúc này đã đi tới bình đài thứ hai, thấy vậy thì nghĩ: hắn cũng có một loại thần nhãn truyền thừa cao siêu, đây không phải là muốn lĩnh ngộ Minh Vương thần nhãn, mà là muốn dùng Minh Vương thần nhãn để tu luyện thần nhãn truyền thừa của mình, dùng cơ hội đó để tu luyện thần nhãn của mình tới cảnh giới tối cao. Nhận ra được mục đích của Trung Nhạc, Đằng Vương không khỏi tâm động, cũng nghĩ tới việc quay đầu lại để mượn cơ hội rèn luyện thần nhãn của mình, chẳng qua là còn bận tâm vấn đề mặt mũi. Ngư Huyền Cơ đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ngồi khoanh chân, con mắt Ngư Long ở mi tâm đột nhiên nổ tung. Gã lập tức quan tưởng, liều mạng chống cự đồ Đằng Văn của Minh Vương thần nhãn, hòng lĩnh ngộ huyền cơ của nó. Ở phía sau, Hồ Thất Muội đã đi tới, Khổng Ban và hai vị luyện khí sĩ khác cũng đã tới. Mấy vị luyện khí sĩ này đều ngồi xuống, định dùng cơ hội này tìm hiểu ra phần bị mất của yêu thần Minh Vương Quyết. Sau một lúc lâu, một vị luyện khí sĩ đột nhiên gầm lên, đầu nổ tung mất mạng, thân thể hóa thành bạch cốt, rơi xuống vực sâu bên dưới. Đám người Khổng Ban, Hồ Thất Muội khiếp sợ, cảm thấy mình cũng không tài nào kháng cự nổi, đều đứng dậy bước vội đi, không dám dừng lại nơi này. Ngư Huyền Cơ vẫn ngồi yên tại chỗ, kiên trì mượn cơ hội tìm hiểu huyền cơ. Thế nhưng một lát sau, gã cũng chẳng cách nào mà ngồi tiếp được, vội vàng phi thân chạy tới bình đài thứ hai. Lúc này ở trên cầu chỉ còn một mình Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ giơ tay lên sở mi tâm, thấy nơi đây đã vỡ ra một lỗ lớn, lộ ra cả não, lòng hoảng sợ. Thật nguy hiểm, nếu ta chạy chậm một chút là đầu nổ tung rồi. Chuyện mượn vết thương để lĩnh ngộ này là không thể nào làm nổi, sợ rằng chưa kịp lĩnh ngộ thì đầu đã bị chọc thủng rồi. Ồ, mà sao Long Nhạc huynh vẫn còn ở đó vậy? Đám người Đằng Vương thấy Trung Nhạc vẫn ngồi ở chỗ đó, lòng chấn động không thôi. Lúc này thần nhãn trong mi tâm của Trung Nhạc không ngừng vỡ ra, rồi lại không ngừng được gây dựng, luôn chống chọi với đồ Đằng Văn của Minh Vương thần nhãn. Chỉ trong thời gian ngắn, thần nhãn của hắn đã vỡ đi hơn 200 lần. Thần nhãn truyền thừa mà hắn có được thật là mạnh, chẳng lẽ là truyền thừa của Long tộc sao? Nếu đổi lại là những luyện khí sĩ khác, đầu đã bị xuyên thủng rồi, vậy mà thần nhãn của hắn vẫn chống cự được đồ Đằng Văn của Minh Vương thần nhãn. Mi tâm vỡ nhưng đầu chưa bị xuyên thủng. Nhưng dù vậy thì Trung Nhạc vẫn cảm thấy lớp xương ở mi tâm của mình đang mỏng dần,
bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn đục thủng. Được rồi, Nhạc tiểu tử, giờ ngươi có thể tinh luyện ra huyết bạch phục khí, luyện thành một giọt thần huyết rồi, ngươi có thể kích phát đệ tam thần nhãn được rồi. Tân Hỏa vừa mừng vừa sợ nói, dùng đồ đằng của Minh Vương thần nhãn khiến ngươi mở mắt ra, hấp thu năng lượng trong đó, nhất định có thể luyện thành đệ tam thần nhãn được rồi. Trung Nhạc nhắm mắt ngưng thần, ngầm vận chuyển khí huyết, tinh luyện huyết mạch phục khí nhỏ nhoi trong cơ thể thành một giọt máu, rồi đưa tới mi tâm. Đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn bay tới, chém ra một đường ở phần xương ở mi tâm hắn. Đúng lúc này, thần huyết của phục khí chảy vào trong phần xương vỡ kia. Ầm một tiếng, đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn trên cầu bay tới, chém vào mi tâm của hắn. Năng lượng khủng bố ùa vào trong mi tâm của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này đây, mi tâm của Trung Nhạc đang gồ lên, năng lượng trong đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn bị thần huyết hấp thu, các kết cấu của đệ tam thần nhãn của phục khí đang dần dần được sinh ra. Qua thật lâu sau, Trung Nhạc đứng dậy, đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn trên cầu treo đã hoàn toàn biến mất, bị đệ tam thần nhãn trong mi tâm của hắn hấp thu hết sạch, không để thừa lại chút nào. Từ nay về sau, không còn ai có thể lĩnh ngộ ra Minh Vương thần nhãn được nữa rồi. Trung Nhạc cất bước đi lên bình đài thứ hai thầm nghĩ. Bởi vì đồ đằng văn thần nhãn trên cầu đã bị ta phế bỏ, thánh thành chủ yêu tộc hãy thôi cái ý định thoát khỏi tai họa ngầm đó đi. Mi tâm Trung Nhạc nóng bừng, vừa rồi đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn đánh vào mi tâm của hắn để lại một vệt máu, giờ phút này đã kết vảy sẹo như một tờ giấy hình lá liễu màu vàng óng được dán lên mi tâm, trên có một vài hoa văn phức tạp và kỳ lạ. Đó là dấu vết mà đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn đã để lại. Đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn trên cây cầu này đã không còn đủ, mà năng lượng trong đó đã bị đệ tam thần nhãn phục khí hấp thu hết. Lúc này Trung Nhạc có thể cảm giác được giữa mi tâm của mình có một con mắt đang nhanh chóng mọc ra, điên cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể để rót vào trong thần nhãn. Tốc độ hấp thu này cực kỳ đáng sợ. Nếu rút đi năng lượng trong cơ thể hắn, chỉ sợ cơ thể hắn sẽ nhanh chóng bị hút thành một bộ thây khô. Lúc này trên không trung của Thức Hải, nội đan thần thú liên tục cung cấp năng lượng cho đệ tam thần nhãn, đảm bảo thần nhãn mọc ra, đồng thời bảo vệ hắn để không bị thần nhãn hút đi hết năng lượng. Thần nhãn hấp thu năng lượng trong nội đan thần thú, đồng thời cũng đang không ngừng dùng tinh khí thần thú để chế tạo ra thêm nhiều thần huyết phục khí. Tốc độ so với khi Trung Nhạc tự mình luyện hóa tinh khí thần thú để chiết xuất thần huyết phục khí còn nhanh hơn mấy lần. Với tốc độ này, không mất mấy ngày, con mắt thứ ba của ta sẽ hoàn toàn được tạo ra. Độ tinh khiết của huyết mạch phục khí trong cơ thể ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đủ để sánh với môn chủ và Phong Vô Ký. Trên bình đài thứ hai, trên một bức tường của cung điện hiện lên thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết. Thiên đầu là về pháp môn chiến đấu, còn thiên tinh thần này ghi lại quan tưởng tinh thần, tu luyện tinh thần lực thành Thức Hải Lôi Trì, tinh thần hóa thần thông. Đằng Vương đã tìm hiểu xong, bắt đầu bước lên cây cầu treo tiếp theo, nghiệm chứng thiên tinh thần mà mình đã lĩnh ngộ. Ngộ tính của y phải nói là cao tới mức đáng sợ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tìm hiểu ra được sự tinh diệu của thiên tinh thần. Lúc này, sự biến hóa của đồ đằng văn trên cây cầu khác với cây cầu treo đầu tiên. Trên cây cầu treo thứ nhất chính là sự khảo nghiệm, sự ảo diệu về mặt biến hóa đồ đằng văn bên ngoài thân thể luyện khí sĩ. Còn trên cây cầu treo thứ hai này thì là về tinh thần lực cộng minh, nghiệm chứng xem luyện khí sĩ có thật sự lĩnh ngộ, thấu triệt được hay không. Nếu tinh thần lực của luyện khí sĩ không thể cộng minh với đồ đằng văn trên cầu, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ. Chỉ là hiện tại đằng vương chưa làm ra sơ sẩy, nên không ai rõ nếu không thể cộng minh thì sẽ xuất hiện tình huống gì. Thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết không có mấy tác dụng với ta, về mặt tinh diệu thì không bằng Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ. Hiện giờ ngay cả Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ ta còn chưa hoàn toàn quan tưởng ra được, không tất yếu phải học thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết này. Trung Nhạc cẩn thận đánh giá thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết, chỉ thấy thiên này tuy là một công pháp không hề kém, nhưng so với Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ thì đúng là một trời một vực. Về lý niệm và sự phức tạp, về biến hóa của đồ đằng văn
kém xoa tại hoàng quan từng đồ. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu không cách nào tìm hiểu ra về thiên tinh thần, sợ rằng không cách nào tiếp tục nghiên cứu yêu thần Minh Vương Quyết được. Cũng may tìm hiểu thiên tinh thần này không khó cho lắm. Tại hoàng quan từng đồ phức tạp và thâm ảo như thế nào, nên thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết với Trung Nhạc mà nói rất là thoải mái mà lĩnh ngộ. Thiên tinh thần của yêu thần Minh Vương Quyết cũng có chỗ tinh diệu, thà nào bọn họ mất nhiều thời gian như vậy. Không lâu sau, đám người Ngư Huyền Cơ lần lượt bước lên cầu, Trung Nhạc cũng đi lên, bước tới bình đài thứ ba. Đi được nửa đường, đột nhiên một vị luyện khí sĩ đầu bốc khói, hệt như đun một nồi nước sôi giữa trời đông giá rét, cứ bốc hơi nước trắng xóa lên bầu trời. Trung Nhạc tỏ ra sợ hãi, vội lùi ra sau hai bước, không dám đi quá gần vị luyện khí sĩ này. Thiên tinh thần mà hắn tìm hiểu ra vận hành sai, tinh thần lực không thể cộng minh với đồ đằng văn trên cầu, nên thức hải bị đun sôi. Bùm một tiếng, đầu vị luyện khí sĩ ấy đột ngột nổ tung, thi thể không đầu tiếp tục bước đi trên cầu. Sở dĩ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này là vì thức hải tuy sôi trào nhưng tinh thần lực vẫn chưa tiêu tan, nên thân thể tuy không có đầu mà vẫn tiếp tục bước đi được. Nhưng chưa đi xa được hai bước thì nửa người trên nổ tung, chỉ còn lại hai cái chân tiếp tục bước đi trên cầu. Sau đó đôi chân cũng nổ tung, còn lại hai bàn chân lạch bạch bước đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, các luyện khí sĩ còn lại của yêu tộc đều sởn hết tóc gáy. Lại có thêm một kẻ nữa đỉnh đầu bốc xương trắng. Vị luyện khí sĩ kia vẫn chưa nhận ra, tiếp tục bước tới, còn kề nói: may mà ngộ tính của ta khá cao, không tìm hiểu sai. Bùm một tiếng, đầu của gã nổ tung, dẫm vào vết xe đổ của luyện khí sĩ kia, cũng chết ở trên cầu. Giờ đây trên cầu ngoài Trung Nhạc, Đằng Vương chỉ còn lại 8 luyện khí sĩ. Trên vách tường ở bình đài thứ 3 hiện lên thiên vũ khí. Đồ đằng văn của 8 loại vũ khí bao gồm kiếm, đao, chùy, song thuẫn, trường tiên, song câu. Thứ này truyền thụ cho người ta thần thông dùng tinh thần lực quan tưởng ra vũ khí, càng phức tạp càng thâm ảo. Diệu quyết quan tưởng 8 loại vũ khí lại còn là thần thông cận chiến, cực kỳ hữu dụng với ta. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, hắn luyện thành thần thông cận chiến của võ đạo tông sư nhưng thiếu vũ khí. Tuy có thể cầm kiếm khí để tách chiến nhưng không hòa hợp là một thể với công pháp, trong lúc vận chuyển không được như ý. Còn thiên đầu tiên, thiên tinh thần và thiên vũ khí của yêu thần Minh Vương Quyết đều là một thể, cùng một loại công pháp. Lúc sử dụng sẽ như ý hơn, biến hóa đa dạng hơn, có phòng ngự, có tấn công, có phong tỏa, có trọng kích, cũng có đánh xa, cao minh hơn pháp môn cận chiến mà hắn tự mày mò ra rất nhiều. Lại thêm năng lực cận chiến của võ đạo tông sư nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Ở trên cầu lại có thêm hai luyện khí sĩ chết thảm, bị 8 loại vũ khí do đồ đằng văn trên cầu hóa thành chém chết. Nay số người sống sót lên được bình đài thứ 4 chỉ còn lại Trung Nhạc, Đằng Vương, Khổng Ban, Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội và một vị luyện khí sĩ yêu tộc nữa. Những người đến được nơi đây đều có ngộ tính đứng đầu yêu tộc, liên tục đi qua 3 bình đài mà không xuất hiện sai lầm chí mạng, tư chất và ngộ tính đều sàn sàn nhau. Trên bình đài thứ 4 là pháp môn nguyên thần chiến đấu của yêu thần Minh Vương Quyết, cực kỳ hung hãn. Nguyên thần quan tưởng Minh Vương 8 tay cầm 8 loại binh khí, mà thân thể cũng hiện ra 8 cánh tay quan tưởng 8 loại binh khí, sức mạnh chiến đấu phải nói là khủng bố. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh đã có thể sử dụng nguyên thần để chiến đấu, nhưng chưa được gọi là nguyên thần chiến đấu, chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ có nguyên thần của luyện khí sĩ khai luân cảnh mới được gọi là nguyên thần chiến đấu. Nhưng nguyên thần chiến đấu của yêu thần Minh Vương Quyết có thể làm cho luyện khí sĩ ở thoát thai cảnh có được sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Ở trên cầu, 6 vị luyện khí sĩ tiếp tục bước tới, thân thể đều mọc 8 cánh tay, nguyên thần cũng có 8 cánh tay cầm đao, kiếm, chùy, khiên, roi, móc. Đồ đằng văn phải quan tưởng lúc này đã cực kỳ phức tạp, cần luyện khí sĩ đồng thời quan tưởng thần thông ở cơ thể, quan tưởng tinh thần, quan tưởng vũ khí và quan tưởng nguyên thần. Nếu sai lầm là sẽ mất mạng. Cửa ải này không ai chết cả. Tới tòa bình đài thứ 5, Trung Nhạc rút cuộc gặp phải cửa khó. Đây là cửa ải về thiên trận pháp của yêu thần Minh Vương Quyết. 8 vũ khí tạo nên một tòa trận thế vô cùng hung mãnh, đồng thời cũng phức tạp vô cùng. Trận pháp là nhược điểm của ta,
tới nay ta chưa đạt tới thành tựu nào về trận pháp cả. Trung Nhạc thầm nghĩ với sắc mặt khá ngưng trọng. Thời gian tu luyện ở kiếm môn của hắn quá ngắn, không tu luyện bất cứ trận pháp nào, cũng không có kinh nghiệm sử dụng trận pháp. Mà thao túng trận pháp cần tinh thần lực vô cùng mạnh và năng lực khống chế cao. Muốn đi qua cửa này, khi thi triển trận pháp thì còn phải đồng thời hiện ra thân thể có 8 cánh tay, quan tưởng tinh thần, quan tưởng vũ khí, quan tưởng nguyên thần. Có thể thấy nó khó như thế nào. Qua thật lâu sau, 5 vị luyện khí sĩ bắt đầu di chuyển tới bình đài thứ 6. Trung Nhạc thì vẫn đang tiếp tục tìm hiểu. Đột nhiên một tiếng hét la thảm vang lên, thi thể Khổng Ban ngã khỏi cầu treo, mà Hồ Thất Muội, Ngư Huyền Cơ và một luyện khí sĩ thì nhanh chóng lùi về, trên thân thể đầy những vết thương. Hồ Thất Muội quát to một tiếng, tỳ bà tiến lên, lại hiện 8 cánh tay cầm 8 loại binh khí, tạo nên trận thế. Ngư Huyền Cơ cũng đồng thời làm như vậy, cả hai liều chết chống cự. Vị luyện khí sĩ kia liên tục quát lớn, 3 người dốc sức thoát khỏi cầu treo. Ầm một tiếng, vị luyện khí sĩ bị trận thế Đồ Đằng Văn đột nhiên kéo tới, xoắn nát mà mất mạng. Bùm bùm. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ gãy xương đứt gân, mắt thấy sẽ bị Đồ Đằng Văn trên cầu xoắn thành mảnh vụn thì một bóng người lao ra. Trung Nhạc nhanh như tia chớp lao tới bên cạnh hai người, giơ tay nhấc cả hai lên, ném cả hai trở lại bình đài. Mà vào lúc này, Đằng Vương giống lớn, y cũng động phải sự biến hóa của trận pháp. Chỉ giây lát sau, toàn thân đầy thương tích, lại có một tia sáng xuất hiện trên cầu, phụt một tiếng bắn thủng mi tâm y, xuyên thủng thần nhãn của y. Đạo thần quang kia đục lỗ đầu y, bắn từ trước mà xuyên ra sau. Không ngờ rằng hiểu rõ tất cả sự biến hóa của trận thế lại thua về thần nhãn. Không có Minh Vương thần nhãn, sự biến hóa về trận pháp sẽ không hoàn chính. Đằng Vương gian nan thở, y tuy bị đạo thần quang kia bắn thủng đầu nhưng không chết, vẫn dốc sức tiếp tục bước tới. Nhưng tiếc rằng ta do dây leo biến thành, cho dù có cắt đứt đầu của ta thì ta vẫn sẽ không chết ở nơi đây. Lại thấy máu thịt trên trán của y mấp máy, nhanh chóng tu bổ đầu y như cũ. Trận thế trên cầu vận chuyển liên tục xuyên thủng đầu Đằng Vương. Y vốn đã tìm hiểu ra thiên trận pháp trên bình đài thứ 5, nhưng vì thiếu Đồ Đằng thần nhãn ở cửa thứ nhất khiến trận pháp của y xuất hiện sơ hở, đó chính là thần nhãn của y. Tuy vậy, mặc dù bị bắn thủng đầu nhiều lần, Đằng Vương vẫn không chết, tiếp tục đi tới cửa thứ 6. Cuối cùng, y cũng đặt chân được lên bình đài thứ 6, hộc ra một ngụm máu tươi màu xanh biếc, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống trị liệu thương thế. Long Nhạc huynh, nay chỉ còn hai ta. Đằng Vương nhìn bình đài số 6, chỉ thấy vách tường ghi lại công pháp trên bình đài này không biết đã bị cái gì đánh nát, lòng run sợ. Y quay đầu nhìn Trung Nhạc đang ở bình đài thứ 5, thản nhiên nói: truyền thừa ở cửa thứ 6 này đã bị người ta xóa đi rồi, xem ra dù có tới đây cũng chẳng có tác dụng gì cả. Long Nhạc huynh, ta ở bên ngoài cung điện chờ ngươi. Trung Nhạc tiếp tục quan sát sự biến hóa của Đồ Đằng trận pháp, coi như không nghe thấy, mà Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều đã bị trọng thương, hộc máu mấy lần, đều ngồi im chữa thương. Sau đó cả hai đứng dậy, Hồ Thất Muội lắc đầu nói: cửa ải này không lĩnh ngộ được Minh Vương thần nhãn thì không thể nào bước qua nổi, xem ra chỉ có Đằng Vương mới đạt được tất cả truyền thừa của yêu thần Minh Vương thôi. Ngư Huyền Cơ chán nản nói: ta đã tìm hiểu ra trận pháp biến hóa như nào, nhưng không có được truyền thừa thần nhãn của Minh Vương, lại không có thân thể quỷ dị như là Đằng Vương, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Trung Nhạc an ủi nói: truyền thừa trên bình đài thứ 6 đã bị phá hủy, kỳ thực cả hai người đã lấy được truyền thừa giống như Thánh Thành Chủ rồi. Năm đó yêu thần Minh Vương quyết mà Thánh Thành Chủ đạt được, phòng trừng cũng chỉ có chừng này mà thôi. Hồ Thất Muội lắc đầu nói: Thánh Thành Chủ tiến vào tòa cung điện kia, gặp được chân thân của Minh Vương, chắc chắn đã lấy được truyền thừa đầy đủ rồi. Chưa chắc. Trung Nhạc chớp mắt thấp giọng nói: các người nghĩ mà xem, thứ gì đã phá hủy đi yêu thần Minh Vương truyền thừa đây, mà vật đã phá hủy truyền thừa kia lại sẽ không phá hủy thân thể Minh Vương hay sao? Ngư Huyền Cơ nghe vậy lập tức hỏi: vậy ý của ngươi là? Ý của ta là thân thể Minh Vương sợ rằng đã bị con quái vật bò ra khỏi lòng đất này chén sạch rồi. Trung Nhạc hừng hực chiến ý nói:
nhưng ta vẫn muốn đi tới tận cùng để xem như thế nào. Đằng Vương hiện ta so đấu, xem ai mới là đệ nhất cao thủ trong thoát thai cảnh của yêu tộc. Mà ta cũng muốn biết, ta với ý, ai hơn, ai kém đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.